đúng không? Ở đây có ai không muốn thành công và hạnh phúc không? Ở đây có ai không muốn con mình khỏe mạnh giàu có không? Không ai hết. Nhưng mà nếu mà Châu vẫn còn giữ cái thói quen đó thì em sẽ rất là dễ để cho tiềm thức của em hiểu rằng là những gì em ra quyết định nó phải bắt buộc ngược lại. Những gì em ra quyết định bắt buộc phải ngược lại. Tại vì cái thói quen của em là nghĩ một đằng làm một nẻo. Nên là đừng nha. Thoa nói thiệt, tại vì cái suy nghĩ, cái mong muốn bên trong mình luôn hướng tới cái sự hạnh phúc, cái sự giàu có, cái sự yêu thương. Mà anh chị còn có cái thói quen là nghĩ một đằng làm một nẻo thì Thoa không có chắc là các anh chị ổn đâu ạ. Nha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ đi qua cái phần tại sao phải biết cái luật hấp dẫn cho con cái của mình. Thoa hỏi thiệt nha. Các anh chị đã từng thấy những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình thật sự không có thành công. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà ba mẹ của hắn nghĩ cái gì mà mấy đứa trẻ tự nhiên nó trở thành thiên tài, nó trở nên giàu có, nó trở nên cực kỳ tốt luôn. Đúng hay rất đúng các anh chị? Đúng ạ. Có những đứa trẻ nó sinh trong gia đình tốt, Thoa không nói. Nhưng mà có những đứa trẻ nó sinh trong một cái gia đình mà Thoa nói là không hề có một cái điều kiện tốt nào luôn. Nhưng mà tại sao các con của họ lại trở nên cực kỳ giỏi? Vậy thì theo các anh chị là nhờ đâu? Nhờ đâu? Dạ, nhờ đâu mà các con của những cái người đó tự nhiên là sao ạ? Tự nhiên cái họ cũng sinh ra trong một gia đình cũng giống như bao gia đình khác, cũng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng tại sao họ lại có thể trở nên cực kỳ tuyệt vời như vậy? Theo các chị là từ đâu? Từ đâu ạ? Anh chị nghĩ thử xem. Giống như lúc nãy Thoa phân tích đó. Đó là những gì mà mình có hiện tại là do trong đầu của mình đã từng nghĩ. Vậy thì cái việc á là con của các anh chị cả nhà. Cái việc mà con của các anh chị. Dạ. Nó có một cái tương lai tốt hay không? Nó phụ thuộc vào suy nghĩ của các anh chị. Anh chị có tin tưởng vào tương lai của con hay không? Anh chị có hay suy nghĩ tích cực về tương lai của con hay không? Anh chị có khao khát về tương lai của con hay không? Dạ. Thôi thấy có rất nhiều anh chị nè. Nhắc tới con là toàn là nỗi sợ thôi. Thứ nhất, sợ con không cao. Đúng hay rất đúng ạ? Nghĩ tới tương lai là cứ sợ thôi. Lỡ con nó không cao thì sao? Lỡ con nó giống mình thì sao? Lỡ con nó không tốt thì sao? Lỡ con nó sau này như thế này thì sao? Lỡ con nó như thế này thì sao? Đúng hay rất đúng ạ? Đây anh chị cứ quan sát suy nghĩ của mình đi. Anh chị nghĩ gì về tương lai của con? Anh chị sợ nhiều hơn? Hay anh chị tin vào một cái tương lai thành công của con nhiều hơn? Hay là anh chị sợ tới khi nó lớn rồi, con càng ngày càng lớn, không biết là có đủ tiền để lo cho nó hay không? Không biết là cho nó học cái trường nào cho tốt, rồi ăn rồi ngày nào cũng lo là không biết là mình làm sao ta, mình như thế nào nhỉ, mình đó. Bao nhiêu trong số các anh chị anh chị thấy mình có như vậy không, có bị mắc lỗi như vậy hay không? Vậy nếu mà các anh chị đang bị mắc cái lỗi này thì các anh chị suy ra về cái phần luật hấp dẫn, các anh chị sẽ nhìn nhận lại cho Thoa. Nếu mà anh chị đang mắc phải cái lỗi này thì suy ra luật hấp dẫn và nhìn nhận lại cho Thoa. Nhìn nhận lại là nếu như anh chị vẫn còn giữ cái suy nghĩ này thì tương lai của con sẽ đi đâu về đâu. Thế anh chị biết rồi. Dạ. Ngày xưa mẹ Thoa có một cái niềm tin như thế này. Thoa đi học thêm mà Thoa thấy nhà mình nghèo quá, Thoa không dám đi học. Mẹ Thoa nói rằng con cứ thoải mái đi, kiểu gì mẹ cũng đủ tiền lo cho con. Mẹ Thoa nói câu đó và chính xác luôn ạ. Chính xác luôn các anh chị. Cho đến khi Thoa bắt đầu lớn lên, rồi Thoa đi học đại học, mẹ cũng đủ tiền lo cho bốn chị em. Nhà Thoa bốn chị em học đại học. Bốn chị em học đại học các chị. Cả nhà ơi, các anh chị hỗ trợ các bạn trong nhóm giúp Thoa với. Có nhiều anh chị không vào được Zoom. Các trưởng nhóm hỗ trợ giúp Thoa nhé. Coi thử các anh chị ấy bị cái gì. Dạ, hỗ trợ giúp Thoa với phòng này với. Dạ, rất là cảm ơn các anh chị luôn. Rồi, vậy thì các anh chị ơi, cho Thoa hỏi nè. Nỗi sợ hay là anh chị tin vào tương lai của con, anh chị có tin không? Anh chị tin hay là anh chị sợ nhiều hơn? Hay là có nhiều anh chị á, là bây giờ còn chưa hình dung được cái gì ạ? Cái tương lai của con đi đâu về đâu? Tại chính mình đây còn chưa biết cái tương lai của mình nó sẽ đi đâu về đâu.
Đúng không anh chị? Đúng không? Ai ở đây đã biết được là 30 năm sau, 40 năm sau, các anh chị là ai? Có ai ở đây đã biết được là con của mình 30 năm sau, 40 năm sau con sẽ như thế nào? Các anh chị hãy nghĩ thử xem, anh chị có hình dung được hay không? Yeah. Và nếu mà anh chị nào ở đây á, mà mình khao khát cái việc mà dạy con á, thì ngày mai, ngày mốt và ngày kia Kha sẽ có 3 buổi hướng dẫn cho các anh chị cơ bản về luật hấp dẫn, để các anh chị cài đặt một cái tương lai của con, về cả gia đình, sức khỏe của con, cả giàu có, cả tiền bạc, cả của cải, cả công việc, sự nghiệp của con. Thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia Kha sẽ tặng cho các anh chị 3 buổi hướng dẫn chi tiết, nếu mà anh chị thấy cái kiến thức ngày hôm nay cần thiết cho con của các anh chị. Yeah. Rồi. Và cái thứ hai Kha sẽ hướng dẫn cho các anh chị thêm một cái khái niệm nữa, đó là tiềm thức. Tiềm thức các anh chị ghi xuống ạ. Tiềm thức nó là như này này. Tiềm thức nó là những cái thông tin được lặp đi lặp lại từ lúc mà con sinh ra, từ lúc con ở trong bụng mẹ và từ những kiếp trước của con nữa. À, anh chị có tin là có kiếp trước không? Không biết anh chị ở đây có tin là có kiếp trước không? Ngày xưa tôi không tin là có kiếp trước nha. Nhưng mà những cái nhà khoa học á, họ nghiên cứu như thế này nè. Những cái nhà khoa học họ nghiên cứu á, là có những đứa trẻ nó mới sinh ra thôi, nhưng mà nó nhớ được là nó đã từng ở trong gia đình ở đâu, ba mẹ của nó đã từng như thế nào. Nó biết luôn các anh chị, nó tìm về người thân của nó và người ta nghĩ rằng không có cái chuyện này xảy ra, tại sao? Nhưng mà khi những nhà khoa học họ nghiên cứu, đây là khoa học, họ nghiên cứu về tiềm thức của con người, có nghĩa là có một cái gì đó ngoài cái thể xác này này các anh chị, ngoài cái thể xác mà mình có thể chạm vào, thì nó còn có một cái gì đó, có thể là trong nhiều người họ gọi là linh hồn, có nhiều người họ gọi là cái gì giác quan thứ 6, có nhiều người họ gọi là tiềm thức. Yeah. Và các chị biết không, khi mà con nó sinh ra thì nó còn chứa một cái gọi là một cái gốc rễ trong quá khứ, và nó còn chứa cái thông tin sự kiện mà các anh chị nói với con, các anh chị cho con trải qua trong lúc ở trong bụng, và khi mà anh chị sinh nó ra tới khi con nó lớn lên. Và các anh chị biết không, những cái niềm tin này có thể đúng hoặc không đúng, bởi vì nó được lặp đi lặp lại trong đầu của con. Dạ, yeah, các anh chị, bây giờ các anh chị ghi xuống cho Khoa nè. Trong não bộ của con thì luôn có những cái nếp nhăn. Các anh chị biết không, các anh chị biết cái này không? Trong não của mình á, ai có nhiều nếp nhăn hơn thì người đó thông minh hơn. Tại sao? Tại vì nó lưu được nhiều thông tin hơn. Khi mà não hoạt động á, thì cái nếp nhăn nó sẽ nhiều lên. À, và cái này người ta nghiên cứu á, đó người ta gọi là rãnh não. Rãnh não. Cái rãnh giống như cái rãnh con kênh á, rãnh con mương á các anh chị. Rãnh não. À, rồi, anh chị có kịp cái phần này không ạ? Rãnh não. Và cái rãnh não này nó được hình thành khi nào? Nó được hình thành khi mà lặp đi lặp lại. Ví dụ, anh chị học ngày hôm nay, có thể anh chị nhớ gì đâu, thôi nói thiệt. Nhưng mà nếu lần thứ hai anh chị học tiếp cái bài học này, anh chị sẽ nhớ một chút. Lần thứ ba anh chị học cái bài học này, anh chị sẽ nhớ thêm. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám, lần thứ chín, lần thứ mười. Thì sao ạ? Rồi, các anh chị thuộc bài luôn. Đó là cách hình thành cái trí nhớ trong não của mình đó các anh chị. À, và tại sao có những đứa trẻ nó sinh ra, nó đi học cái gì cũng giỏi hết? Tại vì ba mẹ của nó đã thay giáo cho nó rồi. Ba mẹ của nó đã hình thành nên cái nếp não bên trong cái bụng của mẹ đó, đã hình thành rồi. Đó là lý do vì sao hiện tại người ta có thai giáo. Có nhiều anh chị vào học với Thoa, các anh chị bảo chị đang có bầu, chị mệt lắm, chị không vô học, nên nói chị có bầu chị phải học, chị học cho con chị khôn đi. Tại vì các anh chị biết không, con của Thoa, cái hồi mà Thoa có bầu hắn là Thoa đang đi học, không phải là Thoa đi học đại học đâu, mà Thoa có bầu hắn là Thoa vừa đi dạy, Thoa vừa đi học thêm để nâng cấp bằng, để có đủ chứng chỉ để mở trung tâm. Thoa đi học về não bộ của trẻ, Thoa đi học về tiếng Anh nâng cấp,
Thoa đi học rất là nhiều kỹ năng để dạy, để đứng lớp. Và Thoa đi học trong suốt quá trình Thoa mang bầu nó. Và đến khi mà con Thoa sinh ra các anh chị, Thoa chưa thấy một cái đứa trẻ nào như con Thoa hết. Bà bác sĩ nói là anh khóc đúng 3 cái tiếng lúc mà bỏng ra khỏi bụng thôi. Còn lại là chưa thấy cái đứa nào mà nó hiểu chuyện như vậy luôn. Nó nằm. Cái hồi đó Thoa sinh mổ, Thoa nằm. Thì Thoa đau thì nó cứ ngước, nó nhìn Thoa vậy nè. Không khóc, không đòi sữa, không đòi bú, không gì hết trơn á. Nó đi tắm. Đi tắm thì con nít người ta khóc phải không? Nó vô nó nằm, nó thả, nó sướng rồi. Đó, ai làm gì làm đi. Rồi bông nó ra. Không hề có một cái là la khóc gì hết á. Đi về nhà cũng vậy. Và chưa bao giờ mà Thoa nuôi con dễ như vậy luôn các anh chị. Mẹ Thoa nói là mẹ chưa thấy một đứa trẻ nào mà nó hiểu chuyện giống như con trai của Thoa. Và thầy mà hồi xưa Thoa tu ở bên Phật đó các anh chị. Thầy nói là con của con sau này nó mang sứ mệnh rất lớn. Thầy thấy được cái quan của nó. Có nghĩa là thầy mà ông nội mà cho Thoa tu ngày xưa là nói là thầy thấy được cái hào quang của con, là con của Thoa sau này nó tu dữ lắm, nó sẽ giúp rất nhiều người. Thoa nói vậy là đúng rồi. Này Thoa đang còn trẻ mà Thoa giúp được cho rất nhiều người rồi. Sau này con trai Thoa kiểu gì cũng vậy. Đây là thầy Thoa nói nha. Và đây là những cái mà Thoa cài đặt cho con của mình các anh chị. Những cái mà Thoa nói là ngày mai ngày mốt ngày kia Thoa sẽ hướng dẫn các anh chị á. Thoa cài đặt cho con của mình. Và những cái người xung quanh bắt đầu nói những cái câu nói mà thể hiện rằng những gì Thoa nghĩ là đang xảy ra. Yeah. Thoa cài đặt cho con là không cần học nhiều quá đâu, nhưng mà cái gì cũng biết hết. Thoa cài đặt từ năm con Thoa 2 tuổi tới năm con Thoa 4 tuổi, cô giáo nói câu đó y chang. Đó là luật hấp dẫn đó các anh chị. Yeah. Và cái thứ hai nè, Thoa muốn các chị ghi xuống ạ. Cái rãnh não của con sẽ hình thành tốt nhất khi nào? Từ 0 đến 7 tuổi. Cái rãnh não của con á, nó sẽ hoàn thành tốt nhất từ 0 đến 7 tuổi. Và từ 0 đến 7 tuổi là cái thời điểm anh chị nói gì con cũng nghe hết. Đó là lý do vì sao mà con càng lớn nó càng có những cái thông tin tạp chất ở bên ngoài. Nên là anh chị đừng có nói với con là con lớn rồi, lớn cái đầu rồi, mẹ nói là phải nghe đi chứ. Dạ không nhé. Càng lớn lại càng chưa dễ nghe. Đúng hay rất đúng mà. Càng lớn á, những cái thông tin mà nó tiếp xúc ở bên ngoài vô á, càng không có, có nghĩa là những cái thông tin đó nó được lập trình nhiều hơn một đứa trẻ rồi. Nên là anh chị đừng có nói là con lớn rồi, mẹ nói là phải hiểu đi. Không. Càng lớn thì nó lại càng có nhiều thông tin không tích cực rồi. Nên là anh chị muốn thay đổi con của mình, con càng lớn càng phải kiên trì. Chứ anh chị ăn rồi là lúc mà con còn nhỏ là anh chị yêu thương, anh chị kiên trì với con, anh chị rất là ân cần với con luôn. Tới chừng nó lớn lên một phát cái sao, anh chị xem nó là người lớn. Thế là sao ạ? Anh chị có những cái hành động. Rồi anh chị cứ bắt là con lớn rồi là phải tự hiểu chuyện. Dạ không, nó càng lớn nó càng bị dính những cái tạp nham bên ngoài vào. Nên là nếu anh chị nào đây có con từ 0 đến 7 tuổi, Thoa nói thiệt anh chị rất may mắn có mặt trong cái buổi học hôm nay. Còn anh chị có con trên 7 tuổi không sao cả. Ngày mai ngày mốt ngày kia Thoa sẽ hướng dẫn các anh chị cài đặt. Cài đặt cho cả chồng con như nào, vợ con như nào, gia đình ba mẹ vợ thế nào, vợ gì Thoa bày hết cho các anh chị. Đây là kiến thức Thoa học được từ các triệu phú, từ người thầy của Thoa trong câu lạc bộ chạm tài hóa vàng. Yeah. Thì anh chị nhớ nè, cái rãnh não của con từ 0 đến 7 tuổi nha, Thoa sẽ phân tích cho các anh chị. Anh chị sẽ làm gì trong cái thời điểm này? Thoa nói thiệt nha. Con của các anh chị nói nó giỏi, nó có tin không? Anh chị nói nó dốt, nó tin không? Từ 0 đến 7 tuổi. Anh chị nói nó cao, nó tin không? Anh chị nói nó thấp, nó cũng tin. Anh chị nói nó dễ thương, nó cũng tin. Anh chị nói nó hư hỏng, nó cũng tin. Anh chị nói nó bướng quá, nó cũng tin. Anh chị nói nó là một chàng trai thông minh, thành công, nó cũng tin. Anh chị nói nó hòa lớn lên với con, mẹ nói thiệt với con, cái mặt này lớn lên là chỉ có đẹp cực kỳ luôn, nó cũng tin. Anh chị nhìn nó, chị nói rồi, mặt này lớn lên chắc phải đi sửa rồi, là nó cũng tin. Tại vì sao? Tại vì cái rãnh của con nó chưa hình thành. Và chính anh chị là cái người hình thành cái rãnh não của con. Và anh chị đưa cái gì vào cái rãnh đó thì con nó sẽ tin y chang luôn. Nó tin, gọi là nó tin.
triệt để luôn á, nó tin tuyệt đối luôn đó. Cái cảnh não anh chị. Nhưng Thoa nói thiệt á, khi mà Thoa đi ra đường, cái Thoa thấy Thoa thích con gái anh chị. Dạ, nhà Thoa có ông con trai thôi, Thoa thích con gái. Cái Thoa ra đường Thoa nói trời ơi con gái nhà ai mà đẹp, trời nhìn vậy là biết lớn lên là làm hoa hậu rồi, nhìn vậy là biết lớn lên là xuất chồng rồi con ơi. Cái bà mẹ của hắn nói như này nè, cô đừng có nói vậy, nói trước bước không qua, con nít đó là phải chê cho nó dễ lớn, đừng có nói như vậy, nhìn tướng là biết lùn rồi. Cái Thoa nói trời ơi chị ơi em lạnh chị luôn á, thương quá à. Mẹ ông bà của mình ngày xưa nói là gì ạ? Nói với con á là sao ạ? Dễ ghét, dễ ghét để anh chi, để cho con dễ lớn. Dạ, mà ông bà nói vậy á, chứ các anh chị thấy đi, đã có ai trong dòng tộc của mình trở thành tỷ phú à? Lên báo chưa? Hay là nó cũng giống như các anh chị, hay là nó cũng giống như Thoa thật, hay là nó cũng giống như mình thật. Nó lớn lên rồi nó cũng đi làm, rồi nó cũng kiếm tiền, rồi nó cũng sinh con đẻ cái, rồi cũng nói y chang vậy. Đúng không? Đúng không anh chị? Đó. Hay là nó cũng ra rồi nó cũng y như mình vậy. À, cái gì Thoa nói chứ? Dạ. Dễ ghét cái sau này nó làm cho mình điên thiệt chứ phải nè. Đó. Thấy chưa? Thấy thương con chưa? Các anh chị thấy chưa? Giờ các anh chị thấy là tại sao con của mình nó quậy chưa? Tại hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ các anh chị ăn rồi cứ nói như vậy. Và con nít thì nó có biết gì đâu. Anh chị nói gì nó nghe cái đó thôi. Anh chị nói con của mẹ ngoan lắm. Anh chị nói con của mẹ hư lắm. Là nó hư. Rồi nó hư xong anh chị càng chửi nó. Anh chị đánh nó quá trời. Thôi nói thiệt. Gì mà thương vậy. Bao nhiêu trong số các anh chị hiểu cái phần này rồi? Comment giúp Thoa số 4 cho Thoa thấy vậy. Thật Thoa nói thiệt á. Nên là anh chị biết không? Cái rãnh não của con á. Cái rãnh não của con á, anh chị quyết định. Những người cha, những người mẹ yêu thương ở đây. Anh chị đừng có dùng những cái suy nghĩ cũ, những cái suy nghĩ đang khiến cho mình không thành công nói với con. Những lời các anh chị cần phải nói với con là gì? Anh chị ghi xuống đi ạ. Anh chị muốn con tương lai của các con như thế nào, anh chị cứ ghi xuống. Mà anh chị ghi, anh chị nói hoài luôn. Anh chị nói hoài cho nó tin. Đây, một cái bí kíp mà Thoa đã ứng dụng nè. Thoa bày cho các anh chị bí kíp với ông chồng thôi nha. Đây là bí kíp với ông chồng thôi nè. Cái lúc mà Thoa mới học luật hấp dẫn á, Thoa nói là khi mà Thoa học về luật hấp dẫn và tiềm thức, người thầy Thoa nói là cái gì mà người ta tin á là nó ra. Các anh chị, hồi đó chồng Thoa đi chạy Grab. Chạy Grab á, các anh chị biết chạy Grab không? Chạy xe ôm á, xe ôm công nghệ á, để nuôi hai mẹ con. Cái hồi lúc hai chồng có được ổn định sự nghiệp á, cái Thoa mới nói chứ anh ơi, em nằm mơ thấy anh làm giám đốc. Mà cái giấc mơ này nó thật lắm. Mà em mơ hoài luôn. Tối nào em nằm mơ em cũng thấy em mơ anh làm giám đốc. Nhưng mà Thoa có mơ thấy quá gì đâu. Dạ, đâu có mơ thấy gì đâu các anh chị. Mình tự nói vậy đó. Nhưng mà trong cái tiềm thức của chồng Thoa tin đó, là những cái gì nằm mơ đó, là nó có cái gì đó. Các anh chị hiểu không? Có nghĩa là người ta hay tin như vậy. Còn nói mà mình nói mình cài không là không được. Thoa nói chồng mẹ em tin. Em nằm mơ anh thấy anh làm giám đốc. Mà em tin em thấy nó rõ lắm nha. Hay lắm các anh chị, 4 tháng sau chồng Thoa làm giám đốc thiệt. 4 tháng sau là chồng Thoa đi làm bất động sản. Mà bình thường làm môi giới thôi. Tự nhiên cái công ty của các anh kia tách công ty ra. Nhưng mà ba anh kia là sao ạ? Ba anh kia là không là làm nhà nước không có đứng được. Cuối cùng cho ông chồng Thoa đứng. Trời ơi, có nói. Trời ơi thiệt hả anh? Vậy là em mơ là có thật rồi. Sau đó nhà Thoa chơi tiếp. Nói anh em nằm mơ, em thấy em kiếm được 100 triệu một tháng. Trời ơi, em thấy anh đem tiền về cho em mà em vui lắm. Mà anh biết không, cái giấc mơ này nó thật như là cái hôm mà em nằm mơ anh thấy anh làm giám đốc á. Thoa nói vậy đó, cái anh chị Thoa nói quả. Anh ơi, em nằm mơ, anh kiếm được 100 triệu. Ra luôn cái anh chị. Chồng Thoa kiếm được 100 triệu thiệt luôn. Mà hồi xưa các anh chị biết không, 100 triệu lợi nhuận với gia đình Thoa là cả một năm làm chứ không phải là một tháng. Vậy mà ra luôn. Trời ơi, xong cái Thoa nói, đây, tiềm thức của cái người 30 tuổi mình còn thay đổi được. Thì tiềm thức của con mình hoàn toàn có thể làm điều đó. Thoa ví dụ,
Thôi ví dụ nha, bà mẹ của Thoa. Mẹ của Thoa hay lắm. Mẹ của Thoa là bà đi coi bói, cái bà nói chứ ông thầy bói nói là con của mẹ sau này mẹ rất là nhờ những đứa con. Từ 50 tuổi trở lên là cuộc đời của mẹ sung sướng. Mẹ nói câu đó các anh chị, mà Thoa không biết là thầy bói có nói như vậy hay không. Đúng cái năm 50 tuổi là hai chị em Thoa biết tới luật hấp dẫn và biết tới câu lạc bộ. Năm đó là mẹ 50 tuổi là tính theo tuổi mụ, còn tính theo tuổi thật là 49. Sau một năm mẹ Thoa tròn 50 tuổi thật là chị của Thoa phất lên, kiếm được 200 triệu lợi nhuận một tháng. Sau đó sao ạ? Bắt đầu Thoa theo bà chị đi kinh doanh, phất lên. Bây giờ hai đứa em của Thoa cũng theo hai bà chị luôn, y chang luôn. Các anh chị biết không, mẹ Thoa thích cái gì? Mẹ thích ghế massage. Ok, có ghế massage. Về nhà thấy mẹ bếp ga hư, mua luôn bếp điện, khỏi bếp ga, mất công. Về nhà mẹ muốn cái gì? Có cái đó. Y chang luôn, y chang ông thầy bói nói luôn. Cái Thoa nói rồi, mẹ ơi, ông thầy bói nói trở thành sự thật rồi. Cái năm mà Thoa mới lấy chồng, có một cái bà cô cầm cái tay Thoa, bà nói như này nè. Con ơi, sau này con làm lớn thôi, con làm sếp lớn thôi. Chứ nhìn cái bàn tay là biết là con làm sếp lớn rồi. Mà nhìn đây á, nhìn cái bàn tay là cô biết là con là nhà với đất á, là càng già càng giàu chứ con. Cô nói thiệt với con, cái Thoa nói, cô ơi, giờ 500 ngàn tiền trọ còn không có nữa, sao mà có nhà có đất. Có nghĩa là bà cô chỉ coi chỉ tay thôi các anh chị. Vi diệu lắm. Dạ, bây giờ là Thoa đang trên cái hành trình là mua bất động sản như mua rau. Có là alo phát mua luôn. Hai vợ chồng Thoa. Vi diệu không các anh chị? Trời ơi, vi diệu lắm. Nhưng mà Thoa không biết là cô đó có phải thầy bói hay là không bói nữa. Mà bà cứ đè tay ra bà nói. Bà nói vậy đó. Bà đè tay ra bà nói. Xong cái Thoa nói hả? Ủa, tại sao mình không làm thầy bói của chồng mình, của con mình? Đúng không? Thế là Thoa bói cho con. Thoa bói cho con, Thoa nói nè. Con á, là sinh ra cái ngày này, tháng này, chỉ có giàu thôi. Con biết không? Cái ngày này con sinh ra nè, cái tháng này con sinh ra cái tuổi này nè. Là mẹ thấy là ai tuổi này cũng giàu hết, ai sinh ra ngày này cũng giàu hết, ai sinh ra cái tháng này cũng giàu hết. Nên là mẹ nói thiệt với con á, là kiểu gì con cũng giàu. Thế là ông con trai của Thoa phải không? Mỗi lần mà đi mua đồ, ông nói như này nè. Mẹ thích cái gì mẹ mua đi, con giàu lắm. Con trai Thoa các anh chị. Con nói vậy đó. Xong cái khi mà Thoa ứng dụng luật hấp dẫn á, Thoa có cái gì? Thoa có cái mà đếm tiền giấy ra tiền thật đó các anh chị. Đó, cái ngày nào không cũng cầm tiền đô cái nói chứ. Mẹ chuẩn bị đi chợ phải không? Vô đây. Vô đây con cho một tờ. Mẹ muốn mua gì mẹ mua đi, con giàu lắm. Con trai Thoa đó các anh chị. Nó hài lắm. Hắn rất là tin về sự giàu có của nó. Nên là anh chị biết không, con trai Thoa nhỏ giờ không phải lo tiền ăn, không phải lo tiền gì hết đó. Thoa cũng chưa bao giờ phải bỏ ra một đồng nào để mua quần áo cho nó hết. Tại vì sao ạ? Mỗi lần nó thiếu cái gì hết, tự nhiên có người cho. O của nó ở bên Mỹ, mấy ông của nó ở bên Mỹ. Mỗi lần gửi đồ về á, ví dụ gửi về một cái thùng phải không, là đồ của Tom nhà Thoa là hết nửa cái thùng. Sữa là uống sữa Mỹ thôi. Quần áo mặc đồ Mỹ thôi. Sướng như tiên vậy đó các anh chị. Mà nguyên cái nhà Thoa nè, là ông bà ngoại, ông bà nội, là nguyên cái gia đình là có mỗi một mình hắn là cháu thôi. Còn chưa có ai có gia đình hết. Chưa có ai có con hết. Thế là sao à? Độc nhất luôn. Muốn gì có đó luôn các anh chị. Nó sướng như tiên vậy đó. Sướng lắm. Nói chung là sướng nhưng mà nó không có ỷ y hay không có đua đòi. Mà nó rất là sướng các anh chị. Y chang những gì Thoa nói luôn. Vậy nếu mà các anh chị hiểu về cái việc là anh chị tạo rãnh não cho con, thì có phải là anh chị hoàn toàn có thể làm được điều này không? Đúng không anh chị ơi? Đúng không ạ? Yeah, hoàn toàn. Và bao nhiêu trong số các anh chị sẽ áp dụng cái phần này cho con của mình sau này ạ? Nên là bỏ đi mấy cái câu nói như là mấy cái câu nói như sao? Gì Thoa quay mất tiêu rồi, mới định nói xong mà quay mất tiêu rồi. Quên rồi các anh chị. Nói chung là các anh chị phải hiểu á, các anh chị phải hiểu là bỏ mấy cái câu mà nó không đúng cho tương lai của con đi nha. Không mấy giờ các anh chị chưa có,
hoặc là gia đình, hoặc là cái hoàn cảnh của các anh chị nó không được ok, thì anh chị vẫn cứ cố gắng nói cho họ đi. Tại vì nói nó tốt cực kỳ cho con của mình. Chỉ nói những điều mình muốn thôi. Dạ, còn để mà các anh chị nghĩ lớn hơn, hoặc là các anh chị cài về gia đình, rồi con cái của con sau này, thì ngày mai nhé, ngày mai, ngày mốt, ngày kia thầy sẽ hướng dẫn các anh chị cụ thể viết như thế nào, câu chữ như thế nào. Thì mai mốt với ngày kia. Dạ, thầy sẽ hướng dẫn các anh chị ha. Và lúc 12 giờ trưa ạ. 12 giờ trưa các anh chị. Dành cho những anh chị mới biết tới luật hấp dẫn thôi. Dạ, anh chị cũ rồi thì học trong lớp chuyên sâu nhé. Khi mà các anh chị tham gia, nếu mà các anh chị thấy yêu mến, thì các anh chị có thể tham gia để mà sinh hoạt cùng. Tụi Thoa sinh hoạt hàng ngày để mà dạy con đó các anh chị, để mà có được cái sự duy trì về cái năng lượng, về cái tình yêu thương để mà dạy con đó. Và đặc biệt có một cái phần mà rất là quan trọng tôi muốn các anh chị ghi xuống, đó là phần trí tuệ và tư duy của các anh chị ở đây. Những người cha, những người mẹ, những người ông, những người bà bắt buộc phải có cái phần này, đó là trí tuệ. Các anh chị ghi xuống ha, trí tuệ. Tại sao phải có trí tuệ? Còn đâu cái thời là hy sinh đời bố củng cố đời con. Giống như lúc nãy Thoa có kể cho các anh chị nghe câu chuyện ở đầu live stream đó. Còn đâu cái thời điểm là cha mẹ đi làm 15 triệu một tháng mà hai đứa con làm 20 triệu chỉ để đổi lấy một cái suy nghĩ cực kỳ hạn hẹp về con của mình. Vậy thì cái điều mà Thoa muốn các anh chị cần phải có đó là trí tuệ và tư duy. Vì sao? Đây, anh chị ghi xuống nè. Nếu cho các anh chị cả cuộc đời này chỉ để lại cho con của mình tiền không thôi, thì anh chị nghĩ là nhiêu đó giúp con mình thành công được hay không? Anh chị thử hỏi mình xem, nếu như cho cả cuộc đời anh chị làm cả cuộc đời chỉ để lại cho con tiền thôi, ví dụ mua một miếng đất, bốn đứa con bốn miếng đất, ba mẹ mất đi mỗi đứa một miếng, hay là của hồi môn của con gái là 100 triệu, hai đứa con gái mỗi đứa 100 triệu, còn hai đứa con trai hai miếng đất là xong cuộc đời, là xong cái nhiệm vụ của mỗi người cha người mẹ. Anh chị có thấy cái này quen không? Anh chị thấy quen không? Anh chị thấy tư duy này quen không? Có phải ba mẹ của các anh chị cũng đang như vậy không? Có phải ba mẹ của các anh chị cũng đang như vậy không? Ba mẹ Thoa bốn đứa con ráng làm sao để mà đủ bốn miếng đất. Cả nhà các anh chị học, các anh chị comment mạnh đi nha. Comment tới bến cho Thoa để chị để tỉnh ngủ. Chứ Thoa hồi nãy cũng quen. Đây Thoa phải uống trà mà. Thoa nói mà Thoa phải uống trà để Thoa tỉnh. Dạ. Thoa làm việc từ 4 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ tối mỗi ngày. Một ngày Thoa có 30 phút để nghỉ trưa. Dạ, đó là cái cuộc sống hơn 2 năm vừa qua. Để mà Thoa có được cái doanh nghiệp của mình và Thoa có được cái thành công trong mọi mặt. Nên là các anh chị cần phải chịu khó một tí ha. Dạ, hầu như là như vậy. Nghĩa là tư duy của ba mẹ là gì ạ? Để lại tiền là thấy ngon rồi. Đây, hôm trước Thoa đi mua đất. Thoa đi mua đất cái bà cô mà bán đất cho Thoa là sao ạ? Ngày xưa là ba mẹ của cái anh mà bán đất cho Thoa này là nguyên một cái xóm đó là đất của bà hết. Các anh chị, nguyên một cái xóm luôn, đất gì mà từ trên đồi xuống dưới đỉnh đồi, đất bao la luôn. Cái đẻ được 12 đứa con. Các anh chị. Cái chia ra được 12 miếng đất. Dạ, bán hết sạch được, con bán không còn miếng nào cho. Dạ, bà nói một câu mà tôi thấy thương. Đây là miếng cuối cùng. Đây là miếng cuối cùng con của cô bán rồi đó. Hồi xưa là cô với chú là làm cực lực để mua được cái miếng đất bự này. Vậy đây là cái miếng cuối cùng con của cô bán rồi đó. Còn lại mỗi cái nhà chè queo ở dưới tích nhất. Lại sao ạ? Chọn cái nhà thấp nhất, cái vị trí đất thấp nhất, còn lại những miếng ngon nhất để cho cô. Cuối cùng thì sao ạ? Các con, đứa thì vô Sài Gòn làm mở quán không thành công phải bán, đứa thì bán để mở quán ở ngoài kia. Nói chung là cái mô đồ, cái mô thức y chang nhau, mấy anh chị em y chang nhau.
Được không các anh chị ơi? Nên là sao ạ? Thứ nhất, anh chị cần phải để lại cho con của mình và phải dạy cho con những cái đức tính sau đây thì anh chị mới giúp cho con thành công được. Đây là nghiên cứu và là bài học Thoa học được từ các triệu phú nha, những cái anh chị mà họ giàu và họ có được cái thành công rất là lớn trong cuộc đời rồi đó. Thứ nhất nè, dạy cho con đức tính kiên trì. Anh chị phải dạy cho con đức tính kiên trì. Thôi thấy những đứa trẻ bây giờ nó không tự giác học tập, không phải vì nó không thích học mà nó không kiên trì. Nó không hề kiên trì một tí nào. Đúng hay rất đúng ạ? Nó không kiên trì cái gì? Nó làm cái gì á mà chưa có được, nó hấp tấp, nó la hét, nó làm đủ kiểu. Và thường những cái đức tính đó của con xuất phát từ đâu? Từ chính anh chị, từ cha mẹ ra đó. Từ những cái lúc mà con nó làm cái gì đó mới, nó mới làm cái gì đó, các anh chị không có kiên trì đợi con. Thế sao ạ? Anh chị làm luôn cho nó cho nhanh. Cái bởi vì anh chị làm luôn cho nó cho nhanh nên nó không cần kiên trì. Và tới lớn nó chả cần kiên trì mà nó không kiên trì. Vậy thì cái này nó từ cha mẹ ra chứ không phải từ con nha. Cái việc mà con nó không chịu học là lỗi của các anh chị đó. Anh chị nghĩ thử xem, có phải từ nhỏ anh chị bận quá. Cái rồi sao ạ? Cái rồi con nó làm gì đó cái lâu quá sao, để nó làm giùm cho nhanh. Làm gì mà đợi mà vất mệt chứ. À, con thôi không có đâu. Nhanh hay không thôi. Thôi nói đó, bây giờ hết 5 phút mà con không xong thì mình ở nhà khỏi đi. Ví dụ rủ uống đi coi phim phải không? Cả nhà đi coi phim phải không? Thôi nói rằng con có 5 phút để mặc áo, mang giày, đội mũ, ra khỏi cổng. Thoa sẽ bấm đồng hồ, hết 5 phút, chưa xong, ở nhà khỏi đi. Thoa làm vài lần như vậy là sao ạ? Chưa cần thoa bấm đồng hồ đâu, nó xong trước rồi. Dạ, chưa cần bấm đồng hồ xong trước rồi các anh chị. Hay là sao ạ? Nó ăn cũng vậy. Nó ăn cũng vậy các anh chị, nó ăn mà nó nhơi thôi, nói thiệt. Nó ngậm rồi nhơi rồi ngồi nó kể mẹ ơi. Vậy nè, nó kể, nó làm đủ kiểu hết. Cái thoa nói con ơi, mình còn 5 phút nữa để ăn. Ví dụ ăn không xong á thì mình dẹp. Tối đói tự chịu nha. Có những lúc không ăn cho đó luôn. Dạ hôm sau tới bữa ăn là thôi nói thiệt. Không cần nhắc. Ăn còn hơn cả ba nữa. Ăn còn nhanh hơn cả ba nữa. Này đố mà ba hắn mà ăn kịp không? Dạ không cần nhắc luôn. Không nhắc luôn. Rồi có những lần đi chơi về bảo rửa tay đi ăn cơm không? Ok cho ăn luôn, đau bụng. Đau bụng cái sao? Giải thích rõ ràng liền. Tại sao? Tại vì khi con giơ tay, con ăn vô, vi khuẩn của con vô bụng, phá cái bụng của con, tự chịu. Ba mẹ chỉ mua thuốc cho con uống được thôi. Ba mẹ không thể chịu đau dùm. Từ đó về sau dạ, ăn gì cũng phải tự đi rửa tay chứ. Tự giác rửa tay luôn chứ anh chị. Làm gì có cái vụ mà ba mẹ nhắc đâu. Ở đây Thoa không nhắc. Con Thoa là Thoa không nhắc. Nó tự biết luôn. Nhưng mà cái ban đầu á, Thoa nói thiệt nè. Ai ở đây đủ kiên trì để đợi con các anh chị? Đúng là rất đúng ạ. Các anh chị có đủ kiên trì để đợi nó không? Các anh chị nè, nếu như mình trồng cái cây ngắn hạn á, mưa một phát đập ngã ngay. Đúng hay rất đúng ạ? Trồng cây ngắn hạn á, anh chị trồng cái lúa này, anh chị trồng cái đậu đó, mưa phát đập ngã ngay. Nhưng mà anh chị trồng cái cây ăn trái, anh chị trồng cái cây lâu năm, anh chị có sợ mưa đập ngã không? Nên á, cái tư duy ngắn hạn của mình á, là anh chị đang nuôi một cái cây ngắn hạn. Mà anh chị nuôi cái cây ngắn hạn đó, là con của anh chị gió bão phát tập quốc liền. Nên là thứ nhất, anh chị phải học đức tính kiên trì với con. Ít nhất là cũng phải kiên trì với mình mà. Còn nói thiệt á, nếu mà các anh chị tham gia rèn luyện cùng với nhóm, anh chị sẽ học được cái đức tính đó là kiên trì với bản thân. Dạ, yeah. Anh chị sẽ học được cái đức tính là kiên trì với bản thân. Thoa đang rèn cái đức tính này. Tại vì chính bản thân các anh chị đang còn không kiên trì với mình. Có nhiều người là sao ạ? Đặt ra cái mục tiêu nào đó, lần đầu tiên không đạt được, thế là thôi. Đúng không? Đặt ra mục tiêu, lần đầu tiên không đạt được. Mục tiêu là phải từ từ. Mục tiêu lớn thì từ từ nó mới ra chứ. Nhưng mà sao ạ? Đặt cái mục tiêu khác, chưa đạt được, cái không thèm nữa. Thôi, khỏi làm.
Đó, chính mình đang còn không kiên trì với mình, mà các anh chị bắt con chị kiên trì kiểu gì? Thì con của cái chị nó chỉ, nó chỉ là tấm gương phản chiếu của anh chị thôi, chứ anh chị là đang không kiên trì mình mà cứ bắt con mình kiên trì. Rồi tôi hỏi nè, anh chị tự giác học, bắt con tự giác học thì các anh chị có còn không? Là anh chị nghĩ là mình có đủ cần là xong rồi, trong khi xã hội thì càng ngày càng phát triển, đúng không? Hồi xưa á, ví dụ cái giờ mà khoảng 7 giờ tối, 8 giờ tối, 8 rưỡi tối là Thoa sẽ ngồi học với con. Thoa sẽ ngồi học với con các anh chị. Mà Thoa nghĩ là rất nhiều anh chị ở đây cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ á, 8 rưỡi tối Thoa đi học Triệu Phú. Thoa đi học với một người thầy của Thoa là học với Triệu Phú. Các anh chị có muốn học với Triệu Phú không? Các anh chị muốn học thì các anh chị nhắn cho người hỗ trợ hoặc là nhắn cho Thoa, để mà nhận vé học miễn phí này, học với Triệu Phú miễn phí, học trực tiếp luôn. Học về cách dạy con, học về cách xây dựng gia đình, học về cách quản lý tài chính, học về cách quản lý thời gian, học về cách phát triển kinh tế, học về cách nghiên cứu thị trường để có thể là phát triển theo đúng thị trường cần, học về cách đón đầu xu hướng thị trường, học về cách làm việc tốt hơn, học về cách thu hút những cái điều mình muốn. Và Thoa đang học những cái lớp đó. Thì các anh chị biết không? Khi mà Thoa học, con trai Thoa cũng ngồi đáng học nè, nó học cùng với Triệu Phú các anh chị. Yeah. Mà Thoa học được tư duy gì? Là Thoa nói chuyện với nó y chang luôn. Thoa nói chuyện với con Thoa như là Thoa nói chuyện với các anh chị ở đây vậy. Không có phân biệt con nít hay là người lớn nha. Thoa ví dụ, nhiều anh chị á, là chỉ giải quyết cái gọi là cái gì? Cái nỗi cho con thôi. Nhưng cái việc mà anh chị cần muốn á, anh chị cần làm á, là anh chị phải giải quyết cái gốc rễ cho con. Nhà Thoa có một hàng xóm, cái bạn này á, là hay thích lấy trộm đồ của người khác lắm, hay thích lấy trộm đồ các anh chị. Thì Thoa mới nói với con là dạ, con không được để cho bạn lấy trộm đồ của con. Và Thoa giải thích cho con là gì? Nếu như con thương bạn, Tom nhà Thoa nói như này này, con nhiều đồ chơi mà, con nhiều đồ chơi mà, cho bạn một vài cái có sao đâu. Con trai Thoa nói vậy đó. Nhưng mà Thoa nói là gì? Nếu như con tự giác cho thì mẹ ok. Nhưng mà cái người này á, là lấy trộm. Đến nỗi mà con của Thoa qua đòi á, là sao ạ? Mà con đem cất vào trong phòng ngủ á. Mẹ bảo, anh chị thấy chịu nổi không? Xong cái Thoa mới nói á, là nếu như con mà còn giúp cho bạn làm những cái việc như vậy, thì bạn sau này sẽ là một người có đức tính không tốt. Mà bạn có đức tính không tốt á, thì bạn không thành công được. Bạn không thành công được. Mà nếu mà gặp gia đình mình hiền nha, chứ gặp nhiều nhà khác á, đánh bạn rồi. Con hiểu không? Có nghĩa là Thoa nói chuyện với con Thoa như vậy á các anh chị. Thay vì Thoa chỉ nói là cấm con không được chơi với người đó, hay là cấm con không được làm cái đó, thì Thoa sẽ giải thích rất là cặn kẽ cho con là tại sao, cho đến khi nó hiểu thì thôi. Và từ đó về sau thì sao? Con Thoa không bao giờ để cái sự kiện đó xảy ra. Và trong tâm thức của con biết rằng là con làm cái việc đó là tốt cho bạn. Hay không các anh chị? Nhưng mà trước đó nó nói như này này, nhà mình nhiều đồ chơi mà, con cho bạn mấy cái có sao đâu. Dạ, bạn qua lấy trộm đồ chơi, nó nói câu đó. Thì khi mà Thoa không giải quyết triệt để cái gốc rễ của con, thì có phải là con cũng đang không trân trọng những gì con có không các anh chị? Đúng không? Con cũng đang không hề trân trọng những gì con có. Và con còn đang khiến cho người khác đang trở thành một đứa trẻ không tốt nữa. Và mình đang còn không tích cực về cái đứa trẻ đó luôn các anh chị. Và sau đó Thoa nói với con, giải thích rất là cặn kẽ lý do vì sao. Đó là lý do sao Thoa nói là các anh chị phải có cái trí tuệ để anh chị nói với con. Và Thoa giải thích rất cặn kẽ các anh chị nha. Nên là lúc mà con trai Thoa đàm phán, nó sẽ phân tích rất là kỹ lý do vì sao nó cần phải có cái đó. Dạ. Yeah. Anh chị có nhớ hôm qua ai giới thiệu anh chị vô nhóm không? Anh chị có nhớ hôm qua ai giới thiệu anh chị vô nhóm không? Nhắn tin cho người đó để xin vé nha. Và anh chị sẽ được thêm vào cái nhóm khác để buổi tối nay nhận dùm. À, tối nay chủ nhật, dạ không, chủ nhật cũng có. À, tối mai học với Triệu Phú nha anh chị. Tối thứ hai tới thứ sáu học 20:30 nha. Dạ. Yeah. Rồi, ok các anh chị. Rồi, bao nhiêu trong số các anh chị hiểu được cái điều này ạ? Phải dạy cho con đức tính kiên trì. Vậy bây giờ nha, với những việc nhỏ mà con không kiên trì được, anh chị nghĩ đi. Đi ra ngoài làm kinh doanh,
đi ra ngoài đi làm giàu mà nó không kiên trì, anh chị thấy có đứa nào không kiên trì mà thành công được không? Đúng không anh chị? Có ai mà không kiên trì mà thành công được không? Kể cả bản thân của Thoa các anh chị, khi mà Thoa bắt đầu kinh doanh, Thoa phải kiên trì phải gần 2 năm trời thì cái doanh nghiệp của Thoa mới bắt đầu cho Thoa những cái hoa quả, những cái quả ngọt đó. Còn trước đó là chọc chìa luôn, là xay là hết cỡ luôn đó. Anh chị có đồng ý với Thoa là nếu như con mà nó không kiên trì thì sau này nó ra nó đấu đá với ai được, đúng không anh chị? Thứ nhất đó là cái đức tính kiên trì. Thứ hai, các anh chị phải dạy cho con được cái đức tính yêu thương và biết ơn. Anh chị xem thử anh chị có dạy cái điều này cho con hay không? Yêu thương và biết ơn. Một cái đứa trẻ yêu thương và biết ơn đó, nó sẽ rất hiểu chuyện và nó sẽ rất là trưởng thành trong suy nghĩ, các anh chị. Nó rất là trưởng thành trong suy nghĩ. Thoa ví dụ, tại sao con trai Thoa thích làm việc nhà cho Thoa? Dạ, con trai Thoa rất thích làm việc nhà cho Thoa. Vì sao? Vì là thương biết ơn. Mỗi lần mà ngồi xuống bữa ăn, nó ăn một miếng ăn thôi, nó nói trời ơi, ba ơi, thật là biết ơn mẹ vì mẹ đã nấu cho con một món ngon tuyệt vời thế này. Còn Thoa không biết có ngon hay không, nhưng vẫn nói cỡ đó các anh chị. Nói cỡ đó thì theo anh chị là có ngọt ngào không? Có tuyệt vời không? Nó còn hỏi chứ ba đã biết ơn mẹ chưa? Ba đã nói cảm ơn chưa? Ba ăn rồi ba cảm ơn chưa? Nói vậy đó các anh chị. Trời ơi, không ai nói hết trơn á, không ai bài hết trơn á. Rồi sao ạ? Buổi tối á, là lúc mà Thoa đi làm mệt á, ok, sẵn sàng tự chơi. Thoa có thể ngủ. Ví dụ như có những lúc là 6 giờ đến 7 giờ, Thoa mệt quá, Thoa phải ngủ các anh chị. Thì sao ạ? Đón về, đó tự chơi. Làm gì làm đi, mẹ ngủ giấc cái đã. Mẹ ngủ giấc đã, dậy nấu ăn sao? Từ nhỏ giờ. Và không có đua đòi hay là không có những cái thái độ mà gọi là quá quá hay là quá như một đứa trẻ đâu. Chị gái Thoa nói là chưa thấy đứa trẻ nào giống như là con của Thoa, chưa thấy. Vì nó bình tĩnh, nó tĩnh lặng, một cái đứa trẻ mà nó tĩnh lặng một cách lạ thường luôn. Có những lúc nó trôi rất là năng động, nhưng mà có những lúc các anh chị biết là không ai nghĩ nó còn nhỏ hết á. Từ nhỏ giờ ba mẹ Thoa rồi mấy dì mấy cậu á là luôn xem nó là người lớn. Nói chuyện hắn còn hơn nói chuyện với ông già nữa. Nói chuyện lớn lắm các anh chị. Dạ, nói chuyện với hắn là nói chuyện như người lớn, thương lắm. Bởi vì con của Thoa có một cái đức tính mà Thoa đã rèn cho con, đó là yêu thương và biết ơn. Ví dụ nha, con của các anh chị có biết ơn đồ chơi không? Con anh chị chơi xong có cảm ơn đồ chơi không? Ăn xong nó có cảm ơn chén dĩa không? Rồi đi ra đường có bác giữ xe, rồi đi ra đường nó đi ăn, rồi nó có cảm ơn, nó có biết lý do vì sao nó cảm ơn không? Nó cảm ơn là một chuyện nha, mà mình phải phân tích cho con hiểu là lý do vì sao phải cảm ơn. Và ví dụ, có những lúc con của Thoa không thích ăn món đó, nhưng mà Thoa phân tích cho con là gì? Con thấy không? Bà nội đi làm còn nấu ăn cho con bằng cả tấm lòng. Mà bây giờ con nói như vậy á là không tốt rồi. Thế là sao ạ? Dạ ăn một cách ngon miệng, ăn bằng tình yêu thương và lòng biết ơn thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều bằng cái việc là chỉ ăn không cả. Ra đường cảm ơn cũng vậy, cảm ơn là phải luôn nói vì sao con cảm ơn chú. Ví dụ đi ăn quán là sao? Cảm ơn chú đã phục vụ gia đình con. Đi giữ xe là cảm ơn chú đã giữ xe cho gia đình con. Nó luôn biết lý do vì sao. Mà những lúc mà Thoa cảm ơn chồng của mình, nó hỏi mẹ nói, mẹ phải biết lý do vì sao mẹ cảm ơn chứ. Các chị. Và đôi khi Thoa nói những cái lời cảm ơn nó lệch đi, nó kêu sai rồi. Ví dụ, ông chồng của Thoa rót nước cho Thoa uống. Cái Thoa nói cảm ơn anh. Cái nó nói, ủa tại sao lại phải cảm ơn? Cái Thoa mới nói chứ, tại vì cảm ơn anh vì đã làm chồng của em. Chả liên quan. Tự nhiên cảm ơn làm chồng của em chả liên quan hết. Cái Thoa mới nói chứ, ủa là giờ làm sao? Làm sao mà phải cảm ơn, rồi lý do vì sao? Cái nó nói như này nè, mẹ phải hiểu lý do vì sao. Mẹ nghĩ thử xem, là ba mới vừa làm gì cho mẹ. Mình nghĩ thử xem, mình nghĩ kỹ lại xem, ba mới vừa làm gì cho mẹ.
Trời, nó bắt mình phải nói lý do đó các anh chị. Rất thương luôn. Lát nữa thôi mời các anh chị ứng dụng cái này thành công lên chia sẻ cho anh chị. Rất là yêu. Nên là anh chị tập cho con đức tính yêu thương và cảm ơn. Và biết ơn ha. Biết ơn rất là nhiều thứ luôn các anh chị. Nhiều lắm, nói chung là nhiều khía cạnh lắm. Thôi không có thể nói hết được. Nhưng mà anh chị hiểu cái phần này. Anh chị nào chưa hiểu cái phần này, cái phần mà thực hành lòng biết ơn á, thì anh chị học cái chuỗi mà Thoa phân tích cái thực hành lòng biết ơn 28 ngày á, cái đó cũng ok lắm. Cái đó anh chị ứng dụng được là anh chị dạy cho con mình được nha. Thoa hướng dẫn cách là biết ơn từ cơ thể, biết ơn chén đũa, biết ơn cái nhà, biết ơn xe, biết ơn tương lai, biết ơn quá khứ, biết ơn hết. Nói chung là mỗi chủ đề sẽ có một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực để biết ơn khác nhau. Thì các anh chị mà chưa hiểu gì cái phần này á, thì mình rèn luyện với nhóm ha. Rồi tiếp theo ạ, tiếp theo đó là gì ạ? Đó là phải dạy cho con gốc rễ, thay vì chỉ dạy cho con biết con cần phải làm gì. Dạy cho con gốc rễ thay vì chỉ dạy cho con biết con cần phải làm gì. Thôi ví dụ anh chị bắt con học, nhưng anh chị không nói cho con cái lý do vì sao con phải học. Mà không phải là lý do là con phải học chứ không học con dốt sau này không có việc làm. Không phải. Đây, thôi ví dụ. Thoa phân tích cho con như thế này nè. Con của Thoa rất thích là sau này có thể giúp đỡ nhiều người. Nó đòi live stream với Thoa suốt ngày các anh chị. Em mỗi lần Thoa live stream nó nói cho con live stream với con muốn đi học đâu. Con muốn ở nhà live stream với mẹ thôi. Cái Thoa mới nói chứ. Con biết đọc chữ chưa? Dạ chưa. Chưa biết đọc chữ rồi sao live stream? Vậy là phải đi học để biết đọc chữ. Đọc chữ mới biết live stream chứ. Đúng hay rất đúng các anh chị? Dạ. Nên là sao? Cái mục đích con thôi đi học không phải là để giỏi, mà là để nó làm cái điều nó muốn. Dạ. Giống như là có rất nhiều chị là sao? Biết con mình thích làm bác sĩ. Cái thôi hỏi bây giờ cho con vô khám bác sĩ, con có khám được không? Chưa. Con phải học và phải quan sát xem là mình cần có những cái gì để mình làm bác sĩ tốt. Thế là sao ạ? Con nó học với một tâm thế rất khác luôn. Thay vì các anh chị cứ bắt là con phải học giỏi. Nhưng đó chả biết học giỏi để làm cái gì. Nghiên cứu nha. Nghiên cứu của Bộ Giáo dục của thế giới cho thấy là gì ạ? Gần 79% những đứa trẻ cầm tấm bằng học sinh giỏi trên tay không cảm thấy hạnh phúc. 79%. Khiếp không các anh chị? Cái con số quá khủng khiếp. Năm trước là 68%, năm nay là 79% những đứa trẻ cầm bằng học sinh giỏi trên tay không hạnh phúc. Bởi vì nó không biết là nó học để làm gì hết. Nó chỉ biết nó học vì ba mẹ nó vui thôi. Nhưng mà anh chị cứ nghĩ đi, anh chị cả cuộc đời làm một việc gì đó chỉ để cho người khác vui. Anh chị vui không? Vui không ạ? Anh chị làm gì đó mà cả cuộc đời chỉ để cho người khác vui thôi, thì có vui nổi không? Làm sao? Cuộc đời của con là của con mà. Đúng ạ, cuộc đời của con là của con. Nên là sao ạ? Hãy cho con biết gốc rễ, thay vì chỉ dạy cho con cái gì con làm thôi. Cứ ăn rồi cứ bắt con phải làm. Thôi ví dụ như này, khi mà con chơi với bạn, anh chị cứ bảo là con nên chơi với bạn này, con nên chơi với bạn kia, con đừng chơi với bạn này, con đừng chơi với bạn kia. Nó đâu biết đâu. Nó đâu biết là tại sao phải chơi với người này, ủa tại sao phải chơi với người kia, hay là do ba mẹ của mình không thích cái bạn này nên không cho mình chơi. Nó đâu biết đâu. Nên là mình phải giải thích cho con là gì ạ? Nếu mà sau này con muốn thành công và giàu có thì con phải có đức tính này. Mà con chơi với những bạn như thế này á, thì con sẽ không thể có những đức tính này. Thì con sẽ không có được cái điều con muốn. Mình phải phân tích ra cho con hiểu. Phân tích cặn kẽ, phân tích tỉ tê ỉ ê cho nó hiểu. Được không các anh chị? Tiếp theo ạ, tố chất tiếp. Đó là gì ạ? Phải biết giao tiếp khôn ngoan. Giao tiếp khôn ngoan các anh chị. Phải biết giao tiếp khôn ngoan. Thì cái này các anh chị phải rèn và các anh chị phải làm gương cho con cái phần này. Làm gương về cái phần này. Con của Thoa các anh chị khôn. Nó đi về nội á
Lãng nói như này, con chỉ thương mình nội thôi, mà không bao giờ nhắc tới ngoại nhé. Nó thương nội thôi. Và đi về nội là chỉ nói về O và ba, những cái người liên quan tới nhà nội thôi. Và nó đặc biệt rất thích những, nó rất chơi, nó hay chơi với những người mà bà nội nó yêu thương. Hay không các anh chị? Ví dụ bà nội rất là thương ông nội, nó ít chơi với bà nội lắm, nó hay chơi với ông nội thôi. Nó hay nói với bà nội về O của nó. O của nó bây giờ ở bên Mỹ á, nó ngày nào nó cũng nói con nhớ O quá. Anh chị nghĩ thử xem, một cái đứa trẻ như vậy, bà nó có thương nó không? Rất khôn. Nhưng mà khi nó về nhà ngoại, không bao giờ nhắc tới nội. Ngoại thôi. Ngoại là số 1. Về nhà ngoại, ngoại là số 1. Về nhà nội, nội là số 1. Rất khôn các anh chị nha. Thôi chưa bao giờ thấy. Thôi không dạy cho con thôi cái này đâu. Đâu biết đâu các anh chị, đâu biết gì đâu dạy. Đâu có để ý. Khi mà thôi nhìn nhận thôi thấy. Ồ, sao con trai thôi rất là hay nhé. Khi mà nó về ngoại nó là số 1. Nó không bao giờ nhắc gì tới nội. Mặc dù hai gia đình rất là ok với nhau. Nhưng mà anh chị biết tâm lý của người lớn. Đúng không? Tâm lý của người lớn là sao? Ngoại là nhắc ngoại thôi chứ đừng có nhắc tới những người khác. Yeah, con trai Thoa làm được cái điều đó cái gì? Và Thoa là cái người học từ hắn. Đây, bà mẹ này đi học ở con nè. Hồi xưa dốt lắm. Đi về nhà mẹ mà cứ ăn rồi cứ mẹ chồng con, mẹ chồng con, mẹ chồng con. Cái bà mẹ đâu vui đâu. Bà mẹ đâu vui đâu các anh chị. Mẹ đâu có thích. Mẹ chỉ muốn là kể về mẹ thôi. Đừng có nhắc tới mẹ chồng. Sao à? Học từ con đây. Học từ con đó các anh chị. Vậy đó. Bài học rất là tốt ha. Nên là cái phần mà giao tiếp á, là Thoa cũng học á. Thoa nói với các anh chị là Thoa học từ người thầy của Thoa là Triệu Phú đó các anh chị. Thì các anh chị, nếu mà anh chị có đăng ký học cái lớp mà 8:30 đó, học miễn phí á, học với Triệu Phú nha, học trực tiếp chứ không phải là học mà học video đâu, học trực tiếp luôn. Thì các anh chị cũng được học cái đức tính này, giao tiếp. Mà các anh chị biết không, chỉ cần các anh chị có hiểu biết thôi, anh chị sẽ giao tiếp đúng. Hay lắm. Tiếp theo ạ, anh chị phải dạy cho con một cái, đó là tầm nhìn. Con phải biết về tầm nhìn. Con phải biết về tầm nhìn các anh chị. Cái này là cái mà anh chị phải cài đặt cho con của mình được. Mà rất là nhiều anh chị không có một cái tầm nhìn về tương lai để dạy cho con. Thì anh chị hãy có mặt trong cái lớp rèn luyện để anh chị ạ, để anh chị hiểu được cái thế giới của người thành công. Và nói thiệt với các anh chị nha, ai ở đây vẫn còn nghĩ là chờ đến khi con đủ lớn thì con mới cần phải hiểu biết về tiền bạc ạ. Ai ở đây đang còn nghĩ là chờ đến khi con đủ lớn thì lúc đó con mới cần có những cái kỹ năng cần thiết trong cuộc sống ạ. Ai ở đây vẫn còn nghĩ cái đó? Khi mà các anh chị đụng vào một đứa trẻ 1 tuổi, 2 tuổi, các anh chị chỉ nghĩ một cách rất là đơn thuần, đó là mình cứ cần chăm nó lớn thôi, rồi yêu thương nó thôi. Chứ anh chị chưa bao giờ nghĩ tới là khi mà mình đụng tới đứa con của mình phải phân tích cho nó biết thị trường như thế nào, mình phải nói cho nó biết là tầm nhìn tương lai của nó là sao. Có anh chị nào ở đây đã làm được cái điều đó không? Đụng vô một đứa trẻ thì cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu là gì ạ? Tầm nhìn cho con. Đó là cái mà anh chị cần phải làm. Chứ không phải là một cái đứa trẻ là sao? Con cứ chỉ cần ăn ngoan học giỏi là được. Một cái đứa trẻ ăn rồi anh chị cứ cài cho nó trong cái rãnh não của con là gì? Ăn ngoan học giỏi là được. Ăn ngoan học giỏi là được. Con chỉ cần ăn ngoan học giỏi là được. Tất cả mọi thứ mẹ sẽ lo. Ăn ngoan học giỏi là được. Dạ, nó lo tới khi 30 tuổi luôn. Đã em chồng hết đó. Lấy thôi về mới đi làm. 30 tuổi lấy vợ mới bắt đầu đi làm các anh chị. Anh chị nghĩ thử xem. Chỉ vì mẹ chồng thôi, nói là gì? Con chỉ cần ăn và học thôi, đừng nghĩ gì trơn á. Trời ơi, con 30 tuổi rồi, ăn và học thôi, đừng nghĩ gì trơn á. Rồi sao? Thấy căng không? Thấy thương chưa? Yeah. Được không anh chị ơi? Được không ạ? Nhiều anh chị hỏi là vô, đây anh chị nhắn tin như Thoa này, vô học lớp của thầy Triệu Phú đó có bán khóa học không? Dạ. Vô học lớp của thầy Triệu Phú đó có bán khóa học không? Lớp nào cũng có bán hết trơn, nhưng mua hay không là chuyện của các anh chị. Còn cái lớp miễn phí là rất là chất lượng các anh chị. Và ảnh dạy liên tục,
chứ không phải là chỉ dạy lớp mấy ngày xong rồi bán khóa học cho các anh chị đâu, không có đâu. Dạ. Còn anh chị muốn được triệu phú cầm tay chỉ việc, anh chị muốn học được các cái kiến thức chuyên sâu từ triệu phú thì anh chị học thôi, đúng không? Các anh chị biết không, một cái tầm nhìn mà khi thoa chơi với các triệu phú ở dưới thành phố Hồ Chí Minh, một cái tầm nhìn này, anh chị biết là con của họ mới nhỏ xíu thôi là họ đã cho đi học phong thái của người giàu rồi. Ai đã từng nghĩ cái điều này đến cho con của mình? Anh chị nào ở đây đã từng nghĩ cái điều này được không? Mới có còn nhỏ xíu thôi đã đi học phong thái người giàu rồi. Các anh chị biết là có những cái lớp đào tạo cách ăn, cách uống, cách ngồi, cách đứng như thế nào cho ra quý ông, cho ra quý bà. Thoa đây còn chưa được học. Nhưng mà con của các triệu phú họ được học từ khi còn nhỏ. Có nhiều anh chị nói là con nít để cho nó chơi đi, nó học làm gì? Không. Anh chị hiểu theo cái cách là nó học những cái bài vở trên lớp là A, B, C, D, cái đó nó rất là cứng nhắc. Nhưng mà anh chị biết không, con nó phải học. Giống như Thoa này. Tới bây giờ Thoa vẫn phải học. Thoa học sáng, học trưa, học tối, ngày nào cũng ba cỡ. Không có ngày nào Thoa không học các anh chị nhé. Mà nếu như một ngày nào đó mà Thoa không học là hôm đó Thoa thấy Thoa không giỏi rồi. Thấy mình không có cảm xúc gì rồi. Con nít nó cũng phải học các anh chị, nhưng mà nó học những cái cần thiết. Anh chị đi gặp một đứa trẻ mà nó ăn uống sạch sẽ, nó ăn mặc tươm tất, nó có cái phong thái, nó có cái thần thái của người thành công. Với anh chị đi gặp một cái đứa trẻ mà nó ăn mặc, ba mẹ mặc cái gì nó mặc cái đó, nó ăn uống nó bốc tay bốc chân, nó làm nó phá phách, nó thằng nhằn, nó ỉ ôi. Các anh chị thích đứa nào? Các anh chị nghĩ đứa nào thành công hơn? Đúng không ạ? Yeah. Trời ơi, các anh chị biết không, con của các triệu phú mà thôi chơi á, có mấy đứa 8 tuổi là không đi làm ăn, 8 tuổi không đi đàm phán triệu đô rồi các anh chị, 8 tuổi không đi đàm phán hợp đồng mấy chục tỷ rồi. Và thôi hỏi là sao anh có thể đưa cho con của mình cái hợp đồng khủng khiếp như vậy trong khi nó mới 8 tuổi? Thì anh nói như này nè, khi mà em 25 tuổi, em rèn 5 năm tới khi 30 tuổi, em có dám cầm hợp đồng triệu đô chưa? Thôi nói có. Em nghĩ là em dám, tại vì bây giờ em mới rèn có 3 năm mà em đã có hợp đồng triệu đô rồi. Vậy thì anh hỏi là gì? Con của anh rèn từ 2 tuổi tới giờ. Rồi. Xong thôi nói. Em vẫn chưa hình dung thế giới của người giàu nó như thế nào nha. Em vẫn chưa hình dung là con của mấy anh với mấy chị làm gì. Em muốn biết quá. Các anh chị, Thoa rất là muốn con của Thoa có trong những cái môi trường đó. Giờ các anh chị đã hiểu vì sao mà có rất nhiều người cha người mẹ là hy sinh rất là nhiều chỉ để cho con của mình học trong các cái trường quý tộc không? Các anh chị nghĩ ba mẹ bị khùng hả? Ba mẹ, các cái ba mẹ đó là gọi là sao? Gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là gì? Cái đó gọi là gì? Đua đòi. Đua đòi, các anh chị nghĩ vậy không? Không các anh chị. Mấy đứa nó học trong mấy cái trường đó, sau này nó chơi với mấy đứa nhà giàu. Nó chơi với mấy đứa nhà giàu, có tư duy của mấy đứa nhà giàu. Nó không có mấy cái tư duy như là đánh nhau, ăn hiếp bắt nạt nhau hay là gì. Nó có những cái tư duy lớn. Mà sau này nó chơi với nhau khi cưới nhau nữa. Và làm ăn chung nhau. Đúng không anh chị? Đó chính là mục tiêu của những cái người cha người mẹ có hiểu biết đó. Dạ, yeah. Còn rất nhiều anh chị thì sao ạ? Con đi học cũng có tiền cho nó đi học luôn. Đó, Thoa nói thiệt nhé, có nhiều chị mà Thoa hỗ trợ không có sự hiểu biết, vay tiền dùm cho người khác hàng tỷ đồng, vay dùm thôi, cuối cùng bây giờ ôm một đống nợ. Con lớn rồi, không có tiền cho nó đi học. Con lớn rồi, không có tiền cho nó đi học. 3-4 tuổi rồi vẫn còn giữ nợ ở nhà. Anh chị nghĩ thử xem, con của anh chị vô học lớp mẫu giáo so với những đứa con khác, nó đã học 2-3 năm trước rồi. Con của anh chị thua xa tụi nó. Con của Thoa bây giờ đang làm lớp toán của lớp 1 rồi đó. Con của Thoa bây giờ học toán của lớp 1 rồi đó các anh chị, mới 4 tuổi thôi. Sang năm học lớp mẫu. Có nhiều anh chị bây giờ con 4 tuổi chưa cho đi học.
Rồi ngày nào cũng nói, chị chưa kiếm tiền được đâu em, tại chị ở nhà phải giữ con của chị chưa kiếm tiền được đâu em, tại ở nhà chị phải lo tiền ăn cơm nước cho con của chị. Đó, xong rồi sao ạ? Con là không có cái gì luôn, các anh chị cũng có gì luôn. Đó là thực tế Thoa đang gặp rất nhiều. Nên là cái bài học ngày hôm nay á, Thoa thật sự rất là khao khát muốn các anh chị hiểu được rằng đừng có hy sinh đời bố củng cố đời con nữa. Anh chị phải củng cố cái đời anh chị á, để anh chị còn dẫn dắt con của mình đi đúng. Đúng không ạ? Phải củng cố cái đời của mình để mà anh chị dẫn dắt con của mình đi đúng. Chứ đừng có mà hy sinh đời bố củng cố đời con. Thôi nói với các anh chị, anh chị củng cố kiểu gì? Củng cố kiểu gì nếu mà anh chị không biết gì hết? Nhà củng cố kiểu gì nếu anh chị không biết gì hết? Được không ạ? Nên là sắp tới thì Thôi có một cái quà tặng dành cho những anh chị ở lại tới cuối giờ. Đó là anh chị sẽ được tặng một cái vé tham gia vào nhóm rèn luyện chuyên sâu vào thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Dạ, rèn buổi sáng thì tụi Thoa đang đọc cuốn sách. Cuốn sách này có tên là Bí mật tư duy triệu phú. Thì tụi em có phân tích, để cho các anh chị hiểu, các anh chị thay đổi được cái kinh tế tài chính của bản thân, của gia đình, và hiểu được cách dạy con về tài chính. Dạ, cái mục đích của cuốn sách đó là như vậy. Còn buổi tối á, là lúc 8 giờ rưỡi thì các anh chị sẽ được học với triệu phú. Dạ, các anh chị sẽ được học với triệu phú các anh chị. Còn anh chị nào ở đây á, mà mình muốn cài đặt cho tương lai của con nha, bằng luật hấp dẫn, bằng luật hấp dẫn, tôi nhắc lại là bằng luật hấp dẫn, thì trưa ngày mai, ngày mốt và ngày kia có 3 ngày, Thoa sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái kiến thức cơ bản nhất để các anh chị có thể là cài đặt được cho bản thân, cho gia đình của anh chị bằng luật hấp dẫn. Còn nếu mà anh chị thấy chưa có khớp á, thì không sao hết nha. Còn kiến thức ngày hôm nay anh chị thấy các anh chị hiểu được bao nhiêu phần trăm mà các anh chị thấy ổn không ạ? Cả nhà ơi, em biết là hôm nay các anh chị thấy ổn áp không ạ? Dạ. Thì Thoa cũng chia sẻ luôn á, là sao ạ? Là kiến thức cá nhân thôi. Học thì học từ các triệu phú, nhưng mà cũng là qua cái suy nghĩ của mình rồi. Nên là Thoa thấy Thoa ứng dụng cho con của mình khá là tốt. Và nhiều anh chị trong nhóm ứng dụng rất là tốt rồi. Bây giờ thì Thoa sẽ mời nha. Thoa sẽ mời những anh chị ứng dụng cho con tốt lên chia sẻ cho các anh chị. Các anh chị có muốn nghe ứng dụng thực tế không? Các anh chị muốn nghe con của họ đã thay đổi như thế nào? Các anh chị muốn nghe không ạ? Dạ có. Hôm nay chủ nhật nên là mình sẽ ngồi thêm với nhau một tí ha. Rồi, đầu tiên thì có một người chị cũng đã ứng dụng rất là tốt cho con của mình. Không biết là chị có tiện chia sẻ không? Thoa xin mời chị Nguyễn Diệu ạ. Ở đây có chị Nguyễn Diệu nè, có chị Thắm nè. Chị Thắm là ứng dụng cho con cũng rất là vi diệu luôn. Rồi có chị, có ai nữa? Hôm qua có rất là nhiều anh chị cũng hỏi Thoa. Có chị Trần Hương nè. Rồi ok, Thoa xin mời chị Nguyễn Diệu nha. Chị Nguyễn Diệu chia sẻ đi. Xong cái Thoa mời anh chị nào muốn chị chia sẻ giơ tay nha. Để Thoa mời các anh chị ạ. Rồi ok, xin mời chị. Rồi, Diệu xin chân thành cảm ơn em doanh nhân Trịnh Thoa rất là nhiều, đã cho chị lên chia sẻ cái điều mà Diệu rất là tự hào về con của mình. Thật sự là rất là tuyệt vời. Và xin cảm ơn tất cả 300 anh chị đang có mặt trong cái phòng Zoom ngày hôm nay nhé. Thì thật là tuyệt vời. Thì Diệu thì là một bà mẹ ba em bé, mà ba mẹ nội ngoại hai bên thì cách ở rất là xa, ở quê, mà chồng của Diệu thì cứ đi làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về. Và Diệu thì lại sinh rất là mau, 5 năm mà ba em bé. Cho nên là cái việc chăm con mà mình không có kiến thức, mình không có tư duy, thì cái việc chăm con thật sự là không dễ dàng. Chắc hẳn là ở đây đều là các mẹ bỉm, đúng không ạ? Thì mọi người cũng hiểu được rằng là một đứa con nhỏ đã không dễ dàng rồi, thì đừng nói đến một mình chăm ba đứa con và làm cả việc nhà và tất cả những cái việc khác. Thì thật sự là biết ơn câu lạc bộ. Diệu vô cùng biết ơn câu lạc bộ đã cho Diệu cái kiến thức mà để cho Diệu có thể rằng là nuôi dạy con rất là tốt. Không những thế mà Diệu còn được tham gia cái khóa học miễn phí của Triệu Đô mà như chị Thoa vừa nói, giúp cho Diệu có thể kiếm thêm thu nhập từ cái công việc kinh doanh online thêm của một bà mẹ bỉm sữa. Vậy là một người mà từ một bà mẹ bỉm sữa ba con suốt ngày đầu bùng tóc rối này, loay hoay có nghĩa là sợ chết đến mức là chồng lo quá, chồng lo chỉ sợ rằng là vợ mình chết quá thì về cứ dỗ như dỗ đứa trẻ vậy á. Và đúng cái lúc mà Diệu bị chết như vậy thì Diệu biết đến câu lạc bộ. Và khi mà Diệu giáp cái kiến thức của câu lạc bộ vào,
đối với bản thân mình thì Diệu đã chuyển hóa được cái cảm xúc của mình, chuyển hóa được tư duy của mình, và lúc đấy thì Diệu giác luôn vào cho con. Và trước đây thì bé nhà Diệu ấy, khi mà bé nhà Diệu mà lúc đấy là hai bé thôi, vì em bé kia còn nhỏ mới sinh ấy, thì mẹ chưa có cái tư duy nhiều để hướng dẫn cho con mà. À, các bé chỉ sinh tranh nhau có 2 năm thôi thì là cứ suốt ngày là đi mẹ như kiểu bao công ấy, con này lên kiện, con kia kiện, là cứ tùm lum tà la như vậy luôn, mà mình lại còn bế một bé nhỏ nữa, thành ra là nó lúc hết âm luôn trong nhà, vì có nghĩa là chết quá không biết phải xử lý làm sao, nhà thì rối từ trong rối ra ngoài, con bày đồ chơi rồi ở các kiểu luôn. Thì khi mà Diệu biết đến cái kiến thức này thì Diệu đã thay đổi cái tư duy của mình, Diệu thay đổi tư duy của mình và cài đặt lại cho con, thì rất là tuyệt vời. Đến bây giờ bé lớn nhà Diệu ấy chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng con biết ơn đủ mọi thứ xung quanh, có những cái câu nói mà làm mẹ xúc động đến vô cùng. Tối đến đi ngủ là nói là mẹ ơi, hòn đá biết ơn của con đâu rồi, là bé hay để trên giường và bé em chơi mất. Và bắt đầu là bé Diệu thì ngồi học bên này với lại Triệu Phú về cái kiến thức tư duy. Lúc đấy là tầm 9 giờ là con tự đi ngủ nhá, Diệu cài đặt cho con là con tự ngủ để mẹ còn học. Trước đây là phải có mẹ con mới ngủ, nhưng khi Diệu cài đặt lại được cái tư duy là con tự ngủ để cho mẹ còn học, thì là con lên con sẽ ôm cái hòn đá biết ơn. Và nói thì thật sự là Diệu đang học mà nghe được thì Diệu xúc động quá, chạy dàn nói với chồng là ôi, vợ không nghĩ rằng là con biết điều đó, con ôm là hòn đá biết ơn rằng là con cảm ơn ngôi nhà để cho gia đình con được ở, con xin cảm ơn mẹ của con đã cho con biết rất là nhiều điều, con cảm ơn bố của con đã dành những điều tốt cho con và mua nhiều đồ chơi cho con, và con cảm ơn đồ ăn mỗi ngày giúp cho gia đình con được no ấm và khỏe mạnh. Nói chung là bé nói phải đến hơn 15 phút mới hết cái lời biết ơn của bé. Xong sau đó bé còn không quên nói một câu như thế này cả nhà mình ạ. Vì mẹ hàng ngày mẹ bán hàng online mà, thì con mới nói rằng là con xin cảm ơn tiềm thức và vũ trụ của con cho con, cho mẹ con nhiều khách hàng để có nhiều tiền để mẹ còn chăm chúng con. Đó, bé còn nói được cái câu đó, và bé quay lại nói với mẹ mà mẹ con xin tiềm thức của con cho mẹ nhiều khách hàng rồi đấy. À, thế đến khi mà bé đi ra ngoài mà những ngày bình thường ở nhà ấy, bố chơi điện thoại ấy, con chỉ nói rằng là bố chỉ chơi điện thoại thôi nhá, bố chỉ chơi linh tinh xem vớ vẩn không tốt cho tiềm thức, để xem cái gì tốt cho tiềm thức, giống như mẹ ấy. Mẹ mà dùng điện thoại ấy, là mẹ bán hàng để lấy tiền đấy. Bố chẳng biết bán hàng gì đâu, chỉ chơi thôi. Mẹ nhỏ là quay sang nói với Diệu như vậy luôn. Thật sự là có những cái mình không có dạy con, nhưng con rất là hiểu chuyện, con hiểu nhiều thứ lắm. Mà bé cũng mới chỉ có 5 tuổi thôi, và bé em 3 tuổi thì cũng đang tập tẹ theo như vậy. À, bé em 3 tuổi cũng đang tập thành, có những cái câu mà Diệu cũng xúc động lắm. Từ những đứa con, có một hôm mà Diệu không khỏe, có một ngày Diệu không khỏe thì chồng Diệu đi làm vắng, và ngày hôm đó là ngày chủ nhật, ba bé thì Diệu mới cố nấu cơm cho con. Xong thì Diệu bảo thôi chết rồi, bây giờ mà mình không làm được gì cho con thì phải làm như thế nào bây giờ nhỉ? Thì thực ra là Diệu ứng dụng cái này được từ lúc mà em bé nhà Diệu đang mới sinh ra đến giờ bé 10 tháng, có nghĩa là Diệu bắt đầu theo cái kiến thức này được 10 tháng. Thì đến cái khoảng thời gian đó là cũng được 7 tháng, 8 tháng Diệu ứng dụng rồi, thì ngày hôm đó là chồng đi vắng nhà, thì Diệu mới bảo rằng là mẹ không khỏe các con ạ. Thì Diệu thấy người chóng mặt không khỏe, Diệu lên giường Diệu nằm. Thì con mới bảo mẹ ơi, con nhớ số điện thoại của bố. Bé 5 tuổi là nhớ luôn số điện thoại của bố nha. Con gọi cho bố về trông con cho mẹ được nghỉ nhá. Còn các con nữa, mẹ không khỏe làm sao mà mẹ trông con được mẹ nhỏ. Là bé lớn á, bé 5 tuổi nói vậy thì bé con cũng bảo theo rằng là đúng rồi mẹ ạ, bố phải về trông con chứ, các con còn bé, còn em bé nữa mà. Thế cuối cùng thì Diệu mới bảo rằng là thôi, mẹ nghỉ một xíu rồi mẹ dạy mẹ chăm các con nhá, để cho bố yên tâm bố làm. Bây giờ bố đi xa mà các con gọi như thế thì bố không tốt. Thế bé thứ hai mới lo, bé cả lo lắng và nghĩ được như thế này. Mẹ ơi, để con sang con gọi bà Thái nhá, về xem mẹ có khỏe không chứ con bé con biết gì đâu. Ô, có nghĩa là hàng xóm nhà Diệu có một bà tên là bà Thái. Mà con nghĩ được như vậy là biết lo lắng về cho mẹ. Thì Diệu thật sự rất là xúc động vì thấy con lớn quá. Con lớn quá thì lúc sau bảo là thôi con ạ, mẹ chịu được. Thì con chỉ nói rằng là khi nào mẹ không chịu được nhớ bảo con để con đi gọi bà, vì bố ở xa quá. Các bạn có thấy được rằng là bé chỉ có 5 tuổi và bé 3 tuổi mà biết được cái chuyện đó. Cho đến khi mà Diệu mới bưng được cái mâm cơm lên và bảo mẹ không khỏe rồi, thì bé 5 tuổi bảo
mẹ cứ lên mẹ nằm đi để con trông em cho. Và kết quả rằng là thật sự là ướt nước mắt luôn, thật sự không khỏe, không ngóc nổi đầu lên nữa, thì thấy chị lớn 5 tuổi đi ra lấy cái ghế để lên trên cái kệ, lấy thìa, lấy kéo xuống và cắt thức ăn cho em bé 3 tuổi và đút luôn cho em bé 3 tuổi, và còn chơi được cả với cái em bé mà đang tập bò 7-8 tháng nữa, và chơi luôn với em bé đó. Thì Diệu mới bảo là ôi kiến thức tuyệt vời quá, bởi vì rằng là trước đó con nhà Diệu không có được những cái điều đó. Trước đó thì bố rất là cưng chiều em bé này, cưng chiều đến nỗi là em bé này biết ỉm lại, giống như là lúc đầu Khoa chia sẻ rằng là con chỉ cần ngoan thôi, con chỉ ăn chơi thôi, chơi ngoan thôi, ngủ ngoan thôi, tuổi này là còn đâu thì cứ để đấy cho bố. Thì lúc đó bé rất là ỉ lại mọi thứ, ỉ lại nhiều lắm, cho đến khi Diệu biết kiến thức và Diệu cũng đã nói chuyện với chồng rằng là bây giờ muốn để cho con tốt hơn, thì có nghĩa là rất nhiều lần vợ chồng nói nhau về cái việc dạy con. Diệu muốn dạy theo cái cách mà Diệu được học ở kiến thức và ở câu lạc bộ, còn chồng thì luôn luôn rằng là con nó còn bé mà cứ để đó, ở lớn khắc nó biết. Thế nhưng mà Diệu nói rằng là để lớn thì đã muộn rồi, cái tuổi vàng của con là từ 0 đến 6 tuổi. Diệu nói với chồng như vậy, và anh cũng đã bắt đầu phối hợp dần. Anh bắt đầu phối hợp dần thì dần dần là sau tầm 7-8 tháng thôi là các bé nhà Diệu đã thay đổi được so với trước đó, rằng là ở nhà thì chỉ có bực chẹt nhau, tranh nhau vì hai bé nó gần như bé sinh đôi á. Nhưng giờ là biết nhường nhau, biết chơi với nhau và mẹ nhàn hơn. Và mẹ nhàn hơn thì có những lúc ấy, Diệu muốn live stream bán hàng ấy, con thường nói rằng là mẹ cho con một chiếc máy tính, con vừa xem YouTube, con xem cái hay thôi mẹ ạ. Vì lúc nào Diệu cũng có những cái ngôn từ tích cực rằng là con hãy xem những cái gì tốt cho não của con, để khi lớn lên con có những cái kiến thức đó, nó tốt cho cuộc đời của con. Còn con xem những cái kia nó chỉ vui thôi, nhưng mà cái bạn kiến thức trong con ấy, bạn học cái điều không hay ở đấy đấy. Cho nên là bé lớn rất là hiểu, chỉ cần khi mà xem một cái gì đó theo cái thú vui, rằng là những cái đồ chơi gắn chip chip, hoặc là những cái phim hoạt hình mà nó không hay á, nó chỉ thu hút câu view ấy, thì nhìn thấy mẹ một cái thì mẹ chỉ bảo con đang xem cái gì đấy, mẹ ơi con chuyển sang câu đố nhá, là ngay lập tức chuyển sang những cái câu đố để kích thích cái não bộ của con, là con tự biết chuyển kênh luôn đó. Và đến bây giờ là bé nhà Diệu được 5 tuổi thì cô giáo luôn luôn khen rằng là con nhà chị giỏi lắm, giỏi so với lúc mà bé học lớp mẫu giáo nhỡ ấy. Cô đã bảo rằng là con nhà chị làm được những cái bài tập của lớp mẫu giáo lớn mà cùng chân lứa lớp mẫu giáo nhỡ các bạn không làm được. Và đến bây giờ mà bé nhà Diệu có thể rằng là làm toán, mà ví dụ như nói là 9 cộng 8 bằng mấy, con có thể nói ra rất là nhanh. 9 cộng 8 bằng mấy, con chỉ 9 cộng 8 à mẹ, hơi nghĩ một chút là nói luôn ra con số 17. Đó, và ngồi ăn cơm thì mẹ mà mua 9 con tôm ấy, là con đếm ngay bảo, nay mẹ mua 9 con tôm à, thế còn một con này cho ai? Bé đã tự định vị ra chia là hai chị em lớn mà, bé đã nghĩ được ra ngay rằng là một con này con cho em bé cầm, như vì em bé là chưa biết ăn con tôm mà, là chia mỗi chị em 4 con và bảo rằng là mẹ mua 9 con bị lẻ một con rồi. Đó, là em bé 5 tuổi đó, thì thật sự rằng là chị rất là vui khi mà mình đã ứng dụng được cái kiến thức này cho con, và mình ráp vào cho con để đến bây giờ rằng là con tự giác ăn, tự giác chơi. Có những hôm mà em bé thứ ba không khỏe quấy ấy, Diệu không có tắm nước cho con, và con nói rằng là mẹ ơi con 5 tuổi con lớn rồi, con tự tắm được, mẹ chỉ cần lấy nước cho con vì con sợ nước bọt, thì mẹ lấy nước cho con, không con tắm tí mẹ vào mẹ kiểm tra nhé. Đó là em bé đã làm được như vậy. Thì Diệu rất là vui khi mà mình học đúng, hiểu đủ, mình hiểu cặn kẽ rằng là luật hấp dẫn là gì, tiềm thức là gì, và hiểu nó như thế nào, thì không có nghĩa rằng là chúng ta học một buổi, hai buổi là chúng ta có thể hiểu và giác được vào cho các con đâu anh chị ạ. Mình cần phải học nhiều và nhiều hơn nữa, không chỉ là riêng cho con mà cho chính bản thân mình và cho cả cái tương lai của các con. Vì Diệu rèn luyện ở đây 10 tháng và Diệu hiểu rất rõ cái điều đó. Khi mà Diệu học 1 tháng Diệu giác cho con chưa ok, vì bản thân mình còn chưa thay đổi được chính cái niềm tin, chính cái tư duy của bản thân mình, thì làm sao để mình thay đổi, để mình cài đặt được cái tư duy và gốc rễ cho con. Vậy thì làm thế nào? Và Diệu đã cho phép Diệu nói rằng là đây chính là cái nơi để cho mình học tập và rèn luyện, mà kiến thức ở đây miễn phí, mình không học thì mình đi học ở đâu được. Khi năm 2018 Diệu đã biết đến kiến thức này qua một cái khóa học. Lúc đó là Diệu bắt đầu có em bé đầu tiên, Diệu đã tham gia vào một cái khóa học của cô
Cô Nguyễn Hà, cái khóa đó có tên là đánh thức người mẹ phi thường trong bạn. Thì khi đó Diệu học ở đó được có một tháng thôi, nhưng mà cô cũng đi không chuyên sâu về các mảng. Diệu chỉ được học một chút chút về con, và nó kiến thức nó không sâu như bây giờ. Thì lúc đó Diệu được học một chút chút rồi Diệu rời khỏi nơi đó, nên Diệu không có môi trường, Diệu không có cái nơi để Diệu rèn luyện, để cho mình phát huy hết được cái khả năng, cái con người bên trong của mình. Thì học bỏ đó, thành ra là đến khi mà có đến bé thứ ba rồi mà các con nó vẫn không ngoan theo cái ý của mình. Và thật sự là nhiều khi tự hỏi là ôi sao con nhà người ta bằng cái tuổi này mà con người ta thông minh thế, con nhà người ta ngoan thế, con người ta tự giác thế mà ôi vợ nhà vợ sẽ chết mất rồi, ôi trời ơi nhà thế này vợ chết mất rồi, về cứ than với chồng như vậy luôn á. Thì chồng mới bảo cứ nghỉ bì với con người ta được có một đứa mà. Nhưng khi Diệu học ở câu lạc bộ, Diệu nhìn quay lại xung quanh mình có rất nhiều người có một con, nhưng chắc gì con người ta đã ngoan bằng những người con 3 tuổi, à 3, 4 đứa như Diệu. Bởi vì sao? Đó chính là cái kiến thức, cái tư duy cả nhà mình ạ. Và Diệu biết ơn lắm, Diệu biết ơn. Và khi mà Diệu học liên tục trong cái môi trường, và nhất là được học với cái triệu phú ấy, Diệu rất là vui khi mình biết đến câu lạc bộ và Diệu được học với lại cái anh triệu phú này, mà học kiến thức miễn phí. Và thế là điều tuyệt vời đã diễn ra đối với Diệu. Cuộc sống của nhà Diệu thay đổi ấy. Khi các con ngoan thì vợ chồng hạnh phúc và hòa thuận, chứ khi mà các con không ngoan là về vợ chồng chỉ có củng và quẳng với nhau thôi. Chứ ông chẳng bao chuộc, ý vợ là con là thế này, chồng con là thế này, vợ con nó phải thế này. Hai đứa con chống mắt lên nhìn, ơi cãi nhau nữa à. Còn bây giờ ngồi vào mâm cơm mà chỉ cần hai vợ chồng rằng là gọi là đàm phán với nhau một chút, hơi lớn tiếng thôi, không phải là cãi nhau, ông nghĩ nói hơi to một chút là như thế này như này, thì ngay lập tức hai đứa con thôi không cãi nhau nữa, ăn cơm đi cho nó ngon nào, bố mẹ có muốn các con ngoan không. Thế là lúc này là bị các con nhắc nhở, ngay lập tức quay trở lại hai vợ chồng cười, ăn thôi, người ăn thôi, ngoan thôi. Có nghĩa là nó cũng không để cho gia đình hai vợ chồng nói lớn với nhau. Khi hai vợ chồng lớn tiếng với nhau, quay lại nhìn sắc mặt của các con khác ngay. Và các con chỉ nói một câu là bố mẹ chỉ cãi nhau à, muốn các con học à. Mọi người thấy có tuyệt vời không? Thật sự là có được những và có được những đứa con như thế này, thì Diệu đã rèn luyện trong cái môi trường câu lạc bộ để hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu đủ về cái kiến thức về sức mạnh tiềm thức là gì, luật hấp dẫn là gì. Và nếu như thật sự rằng là anh chị bạn bè ở đây đã có rất là nhiều bạn bè của Diệu, Diệu đã chia sẻ đến cái kiến thức này là bởi vì Diệu thấy nó tuyệt vời quá. Và Diệu mong muốn là ai cũng là mẹ bỉm sữa thôi. Mọi người đều sinh ra là phụ nữ thì đều có cái thiên chức làm mẹ, có cái thiên chức làm mẹ rồi, nhưng quan trọng rằng là mình có làm đủ cái thiên chức làm mẹ đấy không, để cho những đứa con của mình những cái điều tuyệt vời không. Thì mọi người hãy cho phép mình học tập, đừng có nói rằng là chị làm gì rất có thời gian, chị bận con đây này, ba đứa làm gì thời gian đâu mà học, hay rằng là giời ơi thời gian đi kiếm tiền nuôi nó còn không xong ngồi đấy mà học. Vâng, nếu như mọi người cứ nghĩ như thế thì không có kiến thức cho con, không có tương lai cho con. Những cái mình làm ngày hôm nay đi kiếm tiền là mong muốn con có cuộc sống tốt hơn. Mình bận bịu ngày hôm nay là để con có cuộc sống tốt hơn. Thay vì như thế thì hãy học lấy cái tư duy và kiến thức kỹ năng, cho con được cái kiến thức và kỹ năng tốt hơn, thì nó hơn gấp vạn lần mà mình đi kiếm tiền nuôi con. Diệu xin kể một câu chuyện như thế này. Khi trước Diệu chưa vào câu lạc bộ, Diệu chỉ nghĩ đến một điều rằng là mình sẽ kiếm thật nhiều tiền thì con của mình có cuộc sống tốt hơn. Và lúc đó Diệu đi làm công ty 12 tiếng anh chị ạ, mà khi đó thì mới có hai đứa, chưa có đứa thứ ba nhá. Và sáng ngày ra con ăn không nên bữa, giục nhanh để con đi học, lôi con kéo vù 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 đến cổng trường vứt bụng ấy, lên lớp, rồi làm gì, kịp đi đến công ty để vào làm trong công ty, ngày 12 tiếng được bấy nhiêu tiền về. Ôi trời ơi, chồng ơi, tháng này nhé, tiền này là tiền nhà này, tiền điện, tiền nước này, tiền đóng học cho con, thiếu tiền đồ ăn. Lo bắt đầu đấy, lo vào cái đồng tiền. Mình có thể... Dạ, rất là cảm ơn chị Diệu đã chia sẻ câu chuyện hôm nay, rất là năng lượng các anh chị. Tại vì còn rất là nhiều người nữa cả nhà, nên là ta xin cắt lời chị Diệu một tí nha, tại còn rất là nhiều anh chị chia sẻ nữa. Hôm nay chị Diệu đã chia sẻ rất là năng lượng rồi.
Thì phê rồi. Có nhiều anh chị là phê rồi. Dạ, chị Diệu chia sẻ năng lượng quá. Hoa gọi không thấy nghe luôn. Rồi, ok. Rất là yêu luôn chị Diệu ạ. Mẹ bỉm ba đứa con các anh chị. Và lúc mà chị Diệu biết tới câu lạc bộ các anh chị con 2 tháng đi offline ôm con vô Sài Gòn, thật rất là nể. Yeah, và cũng nhờ cái sự ứng dụng đó thì chị cũng đã thay đổi được rất nhiều về tài chính của mình các anh chị. Tuyệt vời quá. Bây giờ thì cảm ơn chị Diệu. Cả nhà hãy dành cho chị Diệu một tràng tay lớn được không ạ? Cảm ơn chị Diệu rất là nhiều. Vẫn đang say sưa. Không biết có nghe thôi nói không á. À, hay quá. À, cảm ơn chị. Tại năng lượng đó anh chị. Thôi không vậy mà. Đôi khi năng lượng quá nói đâu có để ý thời gian đâu. À, tại vì còn nhiều anh chị á. À, sau đây thì thôi cũng mời lên một người chị có con lớn các anh chị. Có con lớn rồi nha. Và con của chị trước khi mà biết tới Thoa là con của chị đang chưa có an toàn về bạn bè này kia. Nhưng mà sau một thời gian ứng dụng, Thoa cũng biết chị ứng dụng là chị ứng dụng nữa. Tại vì Thoa thấy chị bị lặng mất một thời gian luôn. Nhưng mà sau khi con của chị chuyển đổi thì chị đã thay đổi rất là nhiều. Và sau đây thì Thoa cũng muốn mời chị lên chia sẻ câu chuyện của mình và chia sẻ cái cách ứng dụng để anh chị có thể là có những cái lứa con tầm khoảng 14, 15, 16 tuổi á, mà nó đang ở cái tuổi mà nổi loạn á, thì anh chị sẽ rất là được truyền cảm hứng luôn từ câu chuyện của người chị này. Ok không ạ? Cả nhà sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ thì Thoa xin mời hãy cho Thoa mượn hai cánh tay của các anh chị ạ. Rồi Thoa xin mời lên đây câu chuyện của chị Thắm, có thể là chia sẻ thay đổi cuộc đời về đứa con ha. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Yes. Hello, xin chào chị Thoa nhá. Xin chào tất cả mọi người ở đây ạ. Mình là Thắm, mình ở Quảng Ninh ạ. Và mình có một đứa con trai năm nay, để nói là cháu năm nay là học lớp 10. Từ lớp 1 đến lớp 7 thì cháu là một người con rất chi là ngoan. Thế nhưng mà cuối năm lớp 7 thì cháu có tình trạng là sao lãng, không học hành. Xong rồi là đi chơi với những cái bạn mà tưởng chừng như là không quan tâm đến gia đình nữa. Và cháu có hiện tượng là lấy xe máy này, xong rồi lạng lách. Rồi là cháu xảy ra cái hiện trạng mà lạng lách để đi nhanh nhẹ, phóng nhanh. Thế là cháu bị gãy chân. Rồi là học hành thì sa sút, mà trong khi đó gần như là cũng được thầy cô giáo chủ nhiệm này, thầy hiệu trưởng này chuyên gia gọi phụ huynh đến là đến nhà trường uống nước chè cùng với thầy giáo, và còn đánh nhau cơ. Gần như là Thắm không biết phải làm gì nữa rồi, không biết phải làm gì mà lúc đấy rối trí rồi, bởi vì Thắm chỉ có một người con trai thôi mà bây giờ cháu lại như thế nữa. Thế rồi không những thế đâu mọi người ạ, Thắm, con của Thắm còn có cái hiện trạng mà giống kiểu như là dùng thuốc ấy. Dùng thuốc kích thích giống như kiểu dùng cỏ ấy, mọi người có biết cỏ không ạ? Mà khi mà về nhà nhá, mắt cháu cứ lận, cứ trợn ngược lên. Xong rồi nếu mà mẹ nói hoặc gia đình nói ấy, thì cháu có một cái đặc tính là cháu chỉ ngồi nghe, không phản kháng gì hết. Đó. Mà Thắm lúc đấy Thắm không biết làm gì, và mình bảo là bây giờ mình có mỗi một người con như thế thì bây giờ cháu mà như thế rồi mình cũng không thiết làm bất cứ một cái việc gì, chứ lúc nào cũng chỉ bắt tay lên trán và nghĩ là phải làm sao bây giờ. Mình có mỗi một người con như thế, nếu như mọi người mà rơi vào Thắm như thế thì mọi người sẽ như thế nào? Bởi vì ai cũng có một người con, ai cũng có con và cũng mong muốn con của mình cũng giống như các con, cũng giống như người khác, là con mình chịu khó này, ngoan ngoãn này. Thì Thắm cứ loay hoay ở trên mạng. Có một hôm thì Thắm lên TikTok thì gặp cái chủ đề của chị Thoa này. Thì Thắm mới mạo muội là Thắm nhắn tin. Chứ không phải là Thắm biết đâu, tự dưng thôi. Đúng kiểu như là mình khát khao quá ấy. Thì tự dưng là gặp được chị Thoa trên TikTok này, Thắm nhắn tin. Và Thắm cũng hỏi ý đó Thoa là bây giờ cái tình trạng của chị như thế này ấy, thì phải biết
phải làm như thế nào bây giờ? Ôi may quá, thì gặp Thoa, và Thoa, chị Thoa chính là người mà khai sáng cho Thắm đây, là hướng dẫn Thắm làm như này làm như kia, mà Thắm không hề nói chuyện với con đâu ạ. Cái thời gian đấy không hề nói chuyện được với con luôn, và hai mẹ con đã mất kết nối từ rất lâu rồi, bởi vì Thắm là người mẹ đơn thân, và Thắm thì không mấy khi, cứ giống kiểu mình cứ tập trung đi kiếm tiền ấy, và không có thời gian nói chuyện với con, không tâm sự cùng với con được, nên mất kết nối rất chi là lâu rồi. Gần như là mẹ mà nói chuyện với con này, con cứ im lặng như thế này, cũng không phản kháng, cũng không gật đầu gì hết. Và khi mà Thắm gặp Thoa này thì Thoa đã hướng dẫn Thắm chỉ thay đổi cách suy nghĩ và cách ăn nói của mẹ, người mẹ thôi. Thì Thắm dùng cái biện pháp như Thoa đã dạy, và Thắm lên Zalo của một mình tôi, là Thoa hướng dẫn Thắm như thế nào Thắm làm y như thế, là chỉ nghĩ những cái điều tốt đẹp cho con, là con mình ngoan này, rồi con mình học giỏi này, có những cái điều gì mà tốt đẹp về con là Thắm ghi hết lên trên Zalo, và Thắm để cái chế độ một mình tôi. Nhưng mà nó có một điều là 2 tháng Thắm vẫn thử, cứ ngày nào Thắm cũng làm ngày nào cũng nhìn thấy con, hoặc không nhìn thấy con cũng đọc một mình ở trong suy nghĩ, đọc ở trên Zalo thế thôi, chứ không giao tiếp với con. Hoặc là cháu xuống ăn cơm với mẹ thì mẹ có hỏi thì cháu cũng vẫn im lặng như thế. Và khi 2 tháng vẫn được 2 tháng mà cháu gần như là còn nổi loạn hơn. Cháu còn nổi loạn hơn, ngày nào cũng phải là đi chơi này, xong rồi là còn phóng thích hơn cả như thế nữa. Mình hiểu, mình tự hỏi tại sao mà mình ứng dụng cũng như chị Thoa nói mà sao nó lại thế nhỉ? Sao nó lại thế? Xong rồi Thắm lại hỏi chị Thoa tiếp, bảo là Thoa ơi, tại sao mà chị ứng dụng vẫn chưa được? Thế là chị Thoa mới bảo Thắm là chị ơi, chị cứ có tin đi, chị tin đi, và chị cứ làm đi, chị cứ làm. Thì Thắm cũng lại bảo là ở đây Thoa bảo như nào thì mình làm như thế, vẫn cứ kiên trì. Thế mọi người biết không, phải đến tháng thứ tư thì có một hôm cháu bỏ nhà ra đi. Mọi người, cháu bỏ nhà ra đi mà mình bảo là sao lại thế này. Thế là hôm sau cháu lại tự giác đi về, đến khoảng tầm trưa cháu tự giác đi về. Thì Thắm, cháu có nói chuyện với một chú thôi, cháu mới bảo là chú ơi, cháu đi ra ngoài cháu mới biết là chỉ có gia đình ấy mới yêu thương mình thôi, chứ ở người ngoài ấy họ không có con như thế đâu. Cháu bây giờ cháu mới biết như thế. Đấy, chỉ có mẹ cháu và gia đình cháu mới là người yêu thương cháu nhất. Còn ấy, người ở ngoài ấy, bình thường thì mình quý họ, mình họ. Đấy, tưởng chừng như lúc nào mình có tiền ấy, thì họ giúp mình thôi, họ đi theo thôi. Chứ bây giờ cháu đi ra ngoài, hai bàn tay của cháu bé không có làm ra tiền ấy, thì mọi người lại bỏ rơi cháu, không có ai cho cháu ở nhà cả. Đấy, thế là từ đấy cháu chỉ có mỗi một lần cháu bỏ nhà đi từ hôm trước hôm sau thôi, mà cháu quay về là cháu hoàn toàn thay đổi thành một người khác luôn, ngoan ngoãn, rồi là không còn cái hiện trạng mà như thầy giáo nói nữa. Mọi người thấy vi diệu không ạ? Mà Thắm chỉ thay đổi bằng ý, bằng trong tâm thức của Thắm, là nói chuyện bằng tâm thức thôi. Đấy, cho nên là Thắm rất chi là tin tưởng. Từ lần đấy trở đi, Thắm mới chịu khó vào trong câu lạc bộ để học, học sáng, học tối, kể cả dậy sớm. Ngày xưa thì học dậy sớm mà không dễ với Thắm đâu, nhưng mà khi mà Thắm chuyển hóa được con trai của mình rồi ấy, thì Thắm mới thấy là vào câu lạc bộ nó mới thật là ý nghĩa làm sao. Mà nhất là Thắm cho phép Thắm vào chương trình chuyên sâu của thân tâm trí, thì không những chuyển hóa được con của mình đâu, mà mình thay đổi được cái tâm trạng của mình rất nhiều.
cái tâm trạng của mình nó không được, nó hay hay không được tích cực ấy, thì mình đã chuyển hóa được rất chi là nhiều luôn. Và Thắm rất chi là cảm ơn, không những cảm ơn của Trịnh Thoa là một người hướng dẫn Thắm từ A cho đến Z chuyển hóa được người con. Và bây giờ là Thắm đang trên đường học hỏi của câu lạc bộ. Thắm thấy cái môi trường này ấy, quá chi là tuyệt vời luôn. Và gần như là cứu rỗi của cuộc đời của Thắm. Và Thắm đang trên đường phát triển với mọi người. Cảm ơn Thoa cho chị nên chia sẻ về đứa con của mình. Bởi vì con là rất chi là quan trọng với bố mẹ luôn. Con mà có tốt thì bố mẹ mới có phải là tốt không ạ? Hay quá, chúc rồi, nghe đấy, con của Thắm là con lớn rồi chứ không phải là con như Thoa bảo là từ lớp 1 đến lớp 6 phải chuyển hóa đâu. Con lớn lớp 9, bây giờ con Thắm lớp 9, lớp 10 đấy. Lớp 10. Và bây giờ con Thắm ngoan lắm và ai cũng khen. Yeah, yeah. Thắm tin lắm. Ok, cảm ơn Thoa nhá. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Thắm ạ.